Thế là đám cưới cưới của Duy đã xong. Vợ chồng anh nhanh chóng bắt taxi ra sân bay để đi hưởng tuần trăng mật. Lũ trẻ giờ sướng thật đấy. Cưới thì làm ở nhà hàng sang trọng, chẳng phải lo cỗ bàn. Đã có người phục vụ tận răng. Cưới xong là đi ngay, chưa chả thèm quay về nhà để cảm ơn bố mẹ anh chị em đã vì mình mà vất vả vợ chồng hà con gái cả của bà tình cũng về nhà riêng nên chỉ có bà tình và ông tấn về nhà ông tấn cởi chiếc áo vét ra vứt ngay trên sofa rồi thả mình xuống ghế việc đầu tiên ông phải làm như một thói quen là bật chiếc tivi trước mặt dù chẳng bao giờ để ý xem nó đang chiếu chương trình gì bà lấy cho tôi cốc nước ấm đi Ông Tấn rõng rạc nói như ra lệnh rồi đưa tay lên bóp đầu. Sáng giờ tiếp khách nhiều quá nên ông cảm thấy hơi đau đầu. Bà Tình lặng lặng đặt cốc nước trước mặt ông kèm theo một tờ giấy. Ông uống nước đi rồi ký cho tôi cái đơn này. Thấy lạ, ông Tấn vội vàng ngồi thẳng thắn lại và cầm tờ giấy lên. Chợt ông bật cười thành tiếng. Đơn ly hôn. Bà này hôm nay không biết ăn phải cái gì mà lại làm trò mèo như thế này cơ chứ ông cũng ở cái tuổi lục tuần bà thì cũng chỉ kém ông có một tuổi cả hai đã lên ông lên bà rồi vậy mà bà ấy lại còn đòi ly hôn mà vợ chồng nào có mâu thuẫn hay xích mích gì cho cam từ xưa đến nay ông bà vốn được tiếng là hòa thuận bà tình luôn chiều chồng hết mực chưa bao giờ bà làm ông tấn phải phật ý nói đúng hơn là dù bà có ăn can hùm thì cũng chẳng dám làm như thế ông tấn tính nóng như trương phi cứ rượu vào thì dù ông trời có như trước mắt ông cũng chả coi ra gì vợ con chỉ cần trái ý một chút là ông đánh chửi không biết bao nhiêu lần bà tình bầm dập cả mặt mắt sưng húp như hai quả trứng vì thế dù ông có nói ngược nói xuôi gì bà cũng không bao giờ hé răng cãi lại nửa lời cãi ông ấy chỉ thiệt cho bản thân và làm khổ các con có thay đổi được gì đâu được vợ chiều và chịu đựng Ông Tấn lại lấn tới. Tính ông vốn gia trưởng, lại là giám đốc ở một công ty có hàng trăm người. Nhất hô bách ứng, ông mang cái địa vị cao quý ấy về nhà để bắt vợ con phải tuân thủ, nhưng lời ông nói ra là mệnh lệnh, ông muốn như thế nào thì cứ vậy mà làm, không được cãi lại, cũng không được bàn bạc. Hai người con của ông bà cũng đã quen với nếp sống ấy, mọi thứ đều răm rắp nghe theo lời bố. Lâu dần, bà Tình trở thành cái bóng trong nhà. Ngay cả các con muốn đi chơi hay đi học thì đều gọi điện hỏi bố chứ không bao giờ nói với mẹ. Bà Tình vốn là một kế toán trưởng cho một tập đoàn lớn. Khi Sinh Duy, ông một mực bắt bà phải nghỉ việc để làm ở nhà chăm sóc gia đình. Vì thương con nên bà cũng cắn răng mà làm theo. Tuy nhiên khi Duy bắt đầu vào học cấp 1, bà cũng bắt đầu đi làm lại. Thấm thoát cũng được hơn 20 năm rồi bà tình đã được nghỉ hưu người ta hỏi bà muốn hưởng lương bảo hiểm xã hội ở địa chỉ nào sau một đêm suy nghĩ bà quyết định chọn địa chỉ ở quê để nhận lương bảo hiểm dù sao thì lá dụng về cội chuyến này bà sẽ quyết định về quê sống con cái đã trưởng thành rồi giờ là lúc bà sống cho mình bố mẹ của bà có để lại cho bà căn nhà nhỏ ở quê ông bà chỉ có một mình bà nên giờ căn nhà ấy cũng đang bỏ không thỉnh thoảng bà vẫn về đó để dọn dẹp nên mọi thứ vẫn khá tươm tất bà bị điên à sáng tháng là tôi nghỉ hưu rồi tuổi ông tuổi bà rồi còn ly hôn cái gì bà bị dở trứng hay sao thế sáng tháng tôi cũng nghỉ hưu rồi đấy giờ hai cái thằng già ở với nhau lại còn dở trứng tôi phải về quê để thờ cúng các cụ bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi thôi mà ông không cho thờ cúng ở nhà này tôi sẽ về quê ở bà có thấy ai thờ bố mẹ vợ bên cạnh bố mẹ mình không như thế nó còn ra cái giống gì tôi không trách ông từ xưa đến nay tôi không hề trách ông bất cứ điều gì bây giờ tôi chỉ cần ông ký cho tôi cái đơn ly hôn này thôi bà thích về một thời gian thì cứ về sao phải ly hôn chứ tôi muốn được tự do tôi muốn sống cho bản thân mình ông tấn cảm thấy bị xúc phạm khủng khiếp bao nhiêu năm nay ông đều cố gắng để có được tiền mua nhà cửa cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Bây giờ các con đã lấy chồng lấy vợ, có nhà riêng cả rồi, cả hai ông bà đều được nghỉ hưu rồi, vậy mà tự nhiên bà lại đổ đốn ra đòi ly hôn thế này. Đúng là trẻ ngoan bao nhiêu thì già lại phá bĩnh hơn. Ông Tấn bực mình, vứt tờ giấy xuống bàn, rồi đứng dậy, thẳng tay tát thật mạnh vào mặt bà Tình. Tôi cho bà suy nghĩ đến hết đêm nay, sáng mai nếu tôi vẫn thấy tờ giấy này trên bàn, tôi sẽ ký. Lúc ấy thì đừng có hối hận đấy. Tất cả tài sản ở cái nhà này đều là của tôi. Bà chả làm được cái gì cả. Nếu ra đi thì bà cũng phải đi với hai bàn tay trắng. Đừng có mong mang theo bất cứ thứ gì ở đây. Tiền bạc cũng thế. Tôi sẽ không cho bà một cách nào cả. Ông Tấn hầm hầm bỏ vào phòng. Ông nghĩ bà chỉ dọa ông thế thôi. Chứ nhất định không dám ly hôn hay làm bất cứ điều gì đâu già dạ rồi người ta thường thích sự ổn định thích sự bình lặng cuộc sống vợ chồng ông không thể nói là bình lặng mà là sung túc con cái ngoan ngoãn có công việc đàng hoàng ông làm lương cao lại biết xoay sở làm ăn nên cũng có không ít của chìm của nổi ông không tin rằng một người đàn bà yếu đuối như bà tình lại dám bỏ lại tất cả số tài sản lớn ấy để về quê sống với mức lương hưu chỉ vài triệu bạc một tháng đang ở trung cư cao cấp ai giờ hơi lại muốn trở về căn nhà lụp sụp cũ nát ấy cơ chứ. Nếu bà ấy có thế, thì ông cũng trả tiếc. Cũng phải cho bà ấy một bài học để bà ấy tỉnh ngộ ra. Bà tình ngồi lại một mình trong phòng khách. Cái không gian sang trọng này sao mà lạnh lẽo quá. Đây sẽ là lần cuối cùng ông ấy được phép đánh bà như vậy. Từ lần sau, chắc chắn bà sẽ không chịu đựng thế này nữa. Bà cầm tờ đơn ly hôn đặt ngay ngắn lên bàn bà còn cẩn thận đặt chiếc bút lên tờ giấy đó rồi cũng thản nhiên về phòng của con gái ngủ bà không muốn nằm cạnh ông tấn nữa bao nhiêu năm bà chịu đựng cái mùi nồng nồng hôi hôi của rượu mùi khét của thuốc lá từ ông rồi hôm nay bà muốn được sống cho mình bà muốn tránh xa những thứ thuộc về ông ấy càng ngày bà càng cảm thấy đối diện với ông tấn mỗi ngày thực sự là một bi kịch một màn tra tấn khủng khiếp đối với bà cái cảm giác nhẹ nhõm giải thoát khi ông bước chân ra khỏi nhà để đi làm khiến bà lâng lâng. Bà sợ nhất là 8, 9 giờ tối, lúc ấy ông mới về và đã say. Kiểu gì thì ông cũng sẽ căn vặn bà đủ thứ. Nào là sao để nhà cửa bừa bộn, dép quốc xếp chồng lên nhau, nào là khăn tắm gì mà không khô có mùi. Bất cứ thứ gì ông động vào cũng có vấn đề. Bà phải nhanh chóng giải quyết những thứ đó, nếu không muốn ông chửi thậm chí là đánh. Sáng hôm sau, ông Tấn dậy khá muộn, những chén rượu chúc mừng hạnh phúc của con trai, hôm qua vẫn khiến ông tránh choáng. Ông ủy oải bước ra phòng khách, bàn ăn đã bày biện mấy món ăn sáng cho ông. Bà tình không có ở nhà, không biết sáng ra đã đi đâu mất rồi. Ông vội nhìn trước bàn cạnh ghế sofa, máu ông chợt sôi lên sùng sục. Tờ đơn ly hôn vẫn nằm gọn trên bàn, bà ấy đã cạn tình thế thì ông cũng chả còn gì để nói ông cầm bút ký ngay vào tờ đơn rồi thản nhiên ngồi vào bàn ăn sáng ông sẽ thi gan với bà xem ai là người sẽ phải thua cả đời bà ấy phụ thuộc vào ông rồi bây giờ già rồi càng cần phải có người để dựa dẫm sao mà bà ấy có thể rời xa được cơ chứ ông sẽ chống mắt lên xem bà ấy sẽ làm gì việc này bà ấy sẽ phải xin ông tha thứ hơn 30 năm làm giám đốc công ty Có hàng trăm người Chỉ có người ta xin sỏ ông Chứ ông đâu có biết cúi đầu với ai Bao nhiêu năm nay cũng thế Ông thích về thì về Thích đi thì đi Bà tình không bao giờ dám nói nửa lời Lần này tự dưng lại muốn chọc thức ông Ông sẽ dạy cho một bài học Bà ấy sẽ biết thế nào là lễ độ Ông Tấn đang chuẩn bị đi làm Thì bà tình về kéo theo một cái vali màu đen khá lớn. Ông đi làm đấy à? May quá, tôi gặp được ông, để coi như chào ông câu cho phải phép. Hôm nay tôi về nhà ngoại, tôi sẽ thuê người tân trang lại căn nhà ấy. Ông ở đây với vợ chồng thằng Duy nhé. Bà giỏi thì đi luôn đi, ai cần bà ở cái nhà này chứ? Thích thì đi, cứ đi luôn đi, đơn tôi cũng ký rồi đấy. Thế thì tốt quá, bà tình vui ra mặt, khiến ông Tấn thấy khó chịu. Lát tôi sẽ cầm đi luôn Tôi cũng chỉ mang theo quần áo của tôi thôi Chứ tôi không mang theo cái gì đâu Ông yên tâm Tôi có mấy triệu lương hưu Về quê như thế cũng là tươm lắm rồi Mặc dù rất khó chịu Nhưng ông Tấn không nói gì thêm Để xem bà ấy dám đi được đến đâu Cả đời bà tình phụ thuộc vào ông Ông nói bước sang bên phải Thì không bao giờ bà dám nhìn bên trái Vậy mà bây giờ Lại dở chứng như thế nhưng chắc bà ấy cũng chỉ nói miệng thôi, không bao giờ bà ấy làm được điều gì ra hồn cả. Bao nhiêu năm phải phụ thuộc rồi, giờ làm sao mà có thể tự lập được nữa? Càng già, người ta càng không muốn rời khỏi cái vòng an toàn của mình. Ông Tấn không nói gì thêm mà lặng lặng đi làm. Ông tin rằng buổi tối khi trở về nhà, bà Tình vẫn sẽ ở nhà, vẫn sẽ ngồi cạnh mâm cơm để đợi ông về ăn. Khi đó bà sẽ biết tay ông. Ông Tấn đi rồi, bà Tình cũng vội vàng thu dọn quần áo, rồi bắt taxi ra tòa án nộp đơn. Đó là việc đầu tiên và quan trọng nhất bà có thể làm lúc này. Phải chấm dứt cuộc hôn nhân này, bà mới thực sự là người được tự do. Như thế bà mới có thể làm được những điều bà mơ ước mà bao nhiêu năm nay bà vẫn cắn răng chịu đựng vì cái vỏ bọc hạnh phúc của gia đình, vì niềm tự hào của các con. Gần 60 tuổi rồi, nghỉ hưu rồi thì còn ly hôn làm gì nữa bác? đã sống với nhau mấy chục năm rồi, đến lúc ông bà dựa vào nhau mà sống, bà lại đòi ly hôn thế này là sao ạ?" Cô cán bộ trẻ nhận đơn của bà Tình, nói vẻ ái ngại. "Các cô cứ nhận cho tôi, có những thứ nhìn vậy nhưng chẳng phải như vậy đâu cô ạ. Thế bác trai hay đánh đập chửi bới bác lắm à?" "Không hẳn như thế, nhưng cô có biết lấy được một người đàn ông gia trưởng và chuyên quyền thì tôi là người đi tù, khác nhau ở điểm gì không?" Bác đừng có nói quá lên như thế. Tôi nói thật đấy cô ạ. Tôi chỉ khác người tù là được đi lại tự do, những lúc ông ấy không có nhà thôi. Còn khi ông ấy về, là lại phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, không được phản ứng hay đưa ra bất cứ ý kiến gì. Ly hôn giống như tờ giấy quyết định tôi được phóng thích khỏi cái nhà tù mang tên hạnh phúc gia đình đấy cô ạ. Cháu cứ nhận đơn của bác đã, khi nào có lịch giải quyết, cháu sẽ gọi cho bác nhé. Bà Tình cảm ơn cô cán bộ trẻ rồi nhanh chóng ra xe taxi đang chờ trở về quê. Hôm nay bà cần về sớm để dọn dẹp nhà cửa và mua một số vật dụng cần thiết. Giường tủ thì đã có, nhưng bếp núc lâu không có người nấu nướng nên cần phải dọn dẹp lại. Bà cũng phải mua gạo, mua đồ ăn và một cái tủ lạnh nhỏ để đựng đồ ăn nữa. Đứng trước căn nhà cấp 4 của bố mẹ, bà Tình thấy lòng mình bâng khuâng lạ căn nhà này bố mẹ bà cũng mới cất lại được khoảng hơn chục năm do vậy bà cũng chẳng có dấu ấn gì trong đó nhưng nó vẫn đem đến một cảm giác thân thuộc có lẽ nơi nào có hình bóng của cha mẹ là nơi đó thân thuộc với mình bà tình dọn dẹp xong thì mặt trời cũng đã khuất núi trời bắt đầu tối bà vội vàng đi nấu cơm sau một phút hốt hoảng bà trượt bật cười một mình ở đây chỉ có mình bà làm sao phải vội vàng như thế chứ thích ăn lúc nào thì nấu thôi, làm gì cứ phải đúng giờ. Hôm nay bà sẽ nấu món chuối đậu. Món ăn bà thích từ lúc bé, nhưng mấy chục năm nay chưa lần nào bà được ăn lại, chỉ vì ông Tấn không thích. Những món ông ấy không thích thì đừng bao giờ đặt trên bàn ăn. Nếu không phải vài cái bạt tai thì cũng là những lời nói độc địa như vặt thịt. Phải rồi, bây giờ bà sẽ sống cho mình, bà muốn ăn gì, muốn làm gì thì bà sẽ làm chẳng ai cấm cản. Cũng chẳng ai có thể đe dọa được bà nữa. Bà tình về bao giờ thế? Tôi thấy thằng Điền nó bảo là bà về từ trưa mà giờ mới sang được. Bà Thuận từ ngoài nhanh nhầu bước vào. Dù đã gần 60 tuổi nhưng bà vẫn khỏe khoắn và nhanh nhẹn lắm. Bà Thuận không có chồng. Bà kiếm được đứa con đặt tên là Thuận. Hai mẹ con đắp đổi nuôi nhau. Giờ thằng con cũng đã lớn. Ngày đầu cũng lập nghiệp ở ngoài Hà Nội rồi thế là bà thuận cũng chỉ có một mình ở nhà điền có đón bà đi trông cháu nhưng chỉ được vài hôm bà lại đòi về ở cái nhà có mấy chục mét vuông chả quen biết ai như thế bà không sống được thành ra về già bà lại ở một mình thôi thì con nó nó tự đi mà trông ngày xưa lưng điệu con tay cấy chưa có ai giúp đỡ đâu bà thuận với bà tình chơi với nhau từ hồi nhỏ trong thâm tâm lúc nào bà thuận cũng cảm thấy mình thua thiệt hơn bạn nhiều quá người ta có nhà cao cửa rộng chồng làm giám đốc con cái thành đạt có tiếng có tâm thôi tôi về chiều dọn dẹp mới mua thêm ít đồ về bày biện nên cũng chưa sang chỗ bà được thế cháu nó về bao giờ ôi trời nó về có lúc rồi lại đi vội vàng ngay mà bà định chuyển về đây sống hay sao mà sắm sửa lắm thế hai ông bà nghỉ hưu về quê sống cũng vui bà nhỉ tôi chỉ về một mình thôi Tôi với ông Tấn ly hôn rồi. Tôi vừa nộp đơn sáng nay. Bà có bị làm sao không? Tự dưng lại dở trứng ra như thế. Người ta bảo con chăm cha không bằng bà chăm ông. Già dạ rồi thì hai ông bà cùng chăm nhau. Chứ tự dưng lại ly hôn người ta cười cho. Hay là ông ấy có người đàn bà khác ở bên ngoài. Người ta chỉ bảo là bà chăm ông. Chứ có bảo là ông chăm bà đâu. Tôi chăm ông ấy mấy chục năm rồi. Giờ là lúc tôi sống cho tôi thôi. Còn việc ông ấy có ai bên ngoài hay không ấy Thì tôi cũng không biết Tôi không quan tâm được Cũng chẳng quản để làm gì Con cái lớn rồi Giờ là lúc ta sống cho bản thân mình Đời này ai cũng sống cho mình thì loạn hết à Mình phải biết hy sinh cho gia đình chứ Đổi lại được cái gì Tôi thấy như bà lại sướng Cứ một mình thích làm gì thì làm Chẳng ai cấm cản Cũng chẳng ai soi mói cái gì Tôi thì lại mong được như bà ấy Nhà rõ to đẹp ở thành phố chồng giỏi nhiều tiền nhiều của còn cái đứa nào cũng thành công cả nói chung chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có giận thôi bà ạ bây giờ tôi muốn sống một mình tôi không muốn chăm ai cũng chẳng cần ai chăm mình cả cái này bà cứ suy nghĩ kỹ ở nhà một vài hôm cũng được còn để sống một mình đến lúc chết thì cũng cần phải cân nhắc cho kỹ đừng làm như thế người ta cười cho mai bà có rảnh không sang dọn hộ tôi cái vườn nhé Tôi muốn cắt hết cỏ dại để trồng ít rau Tôi vẫn phải đi làm ở xưởng phế liệu Chắc không giúp được bà đâu Trong khi đó Ở ông Tấn về nhà Và cảm thấy hụt hẫng khi những suy si đoán của mình đã không đúng Cửa hàng vẫn đóng im ỉm Điện không bật Chắc chắn là bà ấy không có ở nhà Chẳng lẽ bà tình dám phản ông Xưa nay ông không bao giờ có thể nghĩ đến điều này Căn chung cư cao cấp Mà lạnh lẽo và vắng lặng quá Mấy chục năm nay đây là lần đầu tiên ông không nhìn thấy bà ở nhà khi đi làm về. Ngồi xuống ghế, ông gọi điện ngay cho bà Tình. "Bà đi đâu đấy? Giờ này vẫn chưa cơm nước gì là sao?" "Sáng tôi nói với ông rồi mà, tôi đang ở quê. Đơn ly hôn tôi cũng đã nộp rồi. Ông tự nấu ăn đi nhé. Đồ ăn tôi cũng để sẵn trong tủ rồi, cho ít gạo vào." "Bà điên à?" Ông Tấn ngắt lời bà Tình. "Bà có quay lại nhà ngay không thì bảo. Đơn ly hôn ông cũng đã ký." tôi đã nộp rồi. Con cái cũng đã trưởng thành, gia đình công việc đoàn hoàng rồi. Giờ tôi với ông chẳng còn mối lo chung nào nữa cả. Tôi muốn được sống cho bản thân mình. Xưa nay ai cấm bà sống hả? Tôi cho bà đến ngày mai, nếu không quay lại thì đừng có trách tôi ác. Chúng ta đã ly thân và sẽ ly hôn, ông đừng nói như thế với tôi, tôi đang bận. Ông Tấn tức tối, ném chiếc điện thoại xuống bàn, khi bà tình tắt ngang, khi ông vẫn còn chưa nói hết sao bà ấy có thể làm như thế được cơ chứ không còn coi ai ra cái gì nữa cả ông đường đường là một giám đốc tiền hô hậu ủng thế mà lại bị vợ phản như thế thì ai có thể chấp nhận được mà đợt này ông cũng không đánh bà nữa ông cũng ít uống rượu do đau dạ dày nên cũng không có chuyện trong lúc say ông làm điều gì khiến bà tức giận đang yên đang lành tự nhiên đổ đốn ra như thế thì không thể chấp nhận được ông mệt mỏi đứng dậy không có ai nấu thì ông đi ăn tiệm. Mình có tiền thì sao phải khổ. Cũng chẳng cần ai phải lo cho mình nữa. Tiền bạc trong tay, muốn làm gì mà không được chứ. Bà tình bần thần khi cắt ngang cuộc điện thoại của chồng. Nỗi sợ vô hình vẫn cứ lẩn khuất trong tâm trí bà. Bao nhiêu năm nay, bà không bao giờ dám làm trái ý ông. Lần này bà không những bỏ ông ở nhà một mình, lại còn nộp cả đơn ly hôn lên tòa án. Mọi thứ hình như đã đi quá giới hạn của ông ấy rồi. Nhưng có lẽ, đó cũng là điều cần thiết. Bà cần được sống, bà cần sống một cách thực sự cho bản thân mình, chứ không phải nhìn vào thái độ, ánh mắt của người khác để cư xử nữa. Nhưng có lẽ, đó là một quyết định đúng. Ai cũng chỉ có một đời để sống. Sao cứ phải hy sinh cho người khác? Bà đã hy sinh bao nhiêu năm tuổi trẻ vì muốn con cái có một mái ấm, có điều kiện để học hành, thành đạt rồi. Suốt bao nhiêu năm nay, quả thực bà chẳng khác gì một người tù đi làm thì luôn vội vàng để về cơm nước cho chồng nếu ông tấn về mà chưa có cơm canh thì thế nào cũng chửi bới rồi lại bắt bà nghỉ việc bao nhiêu năm đi làm bà chưa một lần đi liên hoan cùng đồng nghiệp chưa lần nào đi du lịch cùng cơ quan cứ hết giờ làm việc là cấp còng chạy nhanh về nhà cho kịp nấu nướng dọn dẹp nhà cửa đó cũng là điều kiện để ông tấn cho bà đi làm quả thực nếu ông ấy không cho đi làm Bà cũng chẳng biết phải làm thế nào 30 năm làm vợ Chưa lần nào bà tình được hưởng Cái hạnh phúc của một người phụ nữ thực sự Bà chẳng khác gì một người ăn kẻ ở Có người bảo Chồng làm ra lắm tiền Chỉ việc ăn với tiêu thì có gì mà khổ Nhưng có lẽ nỗi khổ của bà Chẳng ai có thể thấu hiểu được Đôi khi tiền bạc đâu phải là thước đo của một gia đình hạnh phúc. Xưa kia bà thích đọc sách, thích được đi đây đi đó, thích giao lưu với mọi người. Nhưng từ khi lấy ông Tuấn, chưa một lần nào, bà thực hiện được những điều mình mong muốn ấy. Những lần đi du lịch cùng ông và cơ quan thì cũng tập trung lo cho con, rồi chăm sóc ông ấy, chứ không có thời gian dành cho riêng mình. Bà ước có một lần được đi du lịch xuyên Việt, được ăn những món ăn đường phố ở khắp mọi nơi trên giải đất hình chữ S này. Giờ già rồi, nhưng sức khỏe vẫn đảm bảo sau khi ly hôn xong chắc chắn bà sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi như thế bà tình tắt điện thoại bà không muốn bị làm phiền bởi bất cứ một cuộc điện thoại nào nữa thực ra điện thoại của bà cũng chỉ có ông tấn và hai người con biết nếu có gọi cũng chỉ là những lời yêu cầu đề nghị hoặc sai bảo gì đó bây giờ bà không cần phải nghe những điều đó nữa rồi buổi sáng hôm sau bà tình giật mình tỉnh dậy khi nắng đã chiếu qua khung cửa sổ vào tận giường ngủ bà ngơ ngác nhìn quanh đầy hốt hoảng mất khoảng một phút sau để đình hình lại bà tình bật cười nằm lại xuống giường rồi là 8 giờ sáng hôm nay là lần đầu tiên bà ngủ đến giờ ấy có lẽ vì đêm qua mải suy nghĩ nên sáng nay mới ngủ quên như vậy nhưng mà bà cũng không thấy vội hôm nay bà chả phải nấu nướng cho ai cả bà phải ngủ cho đã con mắt bao nhiêu năm nay chưa bao giờ bà tình được phép ngủ muộn như hôm nay có tiếng người từ bên ngoài đi vào đó là tiếng của hà con gái bà bà tình cứ nằm im như đang ngủ say mặc kệ nó chắc là đến thuyết khách để vận động bà quay lại nhà với ông tấn từ xưa đến nay hai đứa con vốn luôn nghe lời bố răm rắp chắc ông ấy đã sai về để yêu cầu bà phải quay lại nhà mà thôi mẹ bị làm sao thế nhà cao cửa rộng không ở lại về chui vào cái nhà lụp sụp này. Hà vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Thấy bà tình vẫn nằm im trên giường. Cô vội vàng đi đến đặt tay lên chán bà. Mẹ không phải giả vờ ngủ nữa. Hà nói vẻ giận dỗi. Mẹ dậy xem nào. Con phải lăn lộn từ 4 giờ sáng để về đây đón mẹ lên đây này. Đêm qua bố uống rượu say, ngã cả ra cửa, lại còn gọi con sang. Cả đêm nay hoay trông bố đến là nhục. Mẹ về với bố cho chúng con nhờ đi già rồi còn đổ đốn ra ly hôn với ly thân mẹ làm con xấu hổ quá bà tình nghe vậy cũng không giả vờ nữa bà ngồi dậy thản nhiên gấp chăn đặt lên đầu giường hà cũng đứng dậy nhường chỗ cho mẹ miệng không ngừng than thở đã ở được với nhau bốn chục năm trời giờ tự nhiên chả có chuyện gì lại ly hôn với chia tay mẹ định để chúng con ra đường không dám ngẩng mặt lên nhìn ai đi à già rồi mà không giữ cái nết già Mẹ không nghĩ đến bố Thì cũng phải nghĩ đến chúng con chứ Mẹ nghĩ đến chúng mày Thì giờ mẹ mới ly hôn Chứ nếu không nghĩ đến chúng mày Thì mẹ bỏ ông ấy từ cách đây 30 năm rồi Bao nhiêu năm nay Ngậm đắng nút cay vì các con Giờ mày lại nói mẹ làm xấu mặt mà chúng mày à Thế mày muốn mẹ mày chết đi Mới cam lòng hả Giờ mẹ không vì ai hết Mẹ vì bản thân mình thôi Mẹ làm sao mà phải khổ chứ Hà hơi gắt Tiền bố mang về mua nhà lo cho các con ăn học nương tháng của mẹ có khi còn không đủ đóng tiền phí dịch vụ cho tòa nhà có ai sướng như mẹ không đi làm về chỉ mỗi việc nấu nướng không phải lo lắng chuyện gì cả đúng là sướng quá thì hay đòi hỏi quá đáng à thì ra từ xưa đến nay con vẫn nghĩ tất cả mọi thứ là do bố con lo tất hả thế thì cần gì tôi xuất hiện ở cái nhà ấy nữa tóm lại tôi đã không có giá trị gì cho các anh các chị thì đừng có đòi hỏi yêu cầu tôi phải thế này thế kia nữa. Tôi phải sống cho tôi chứ. Bây giờ thì chị cứ về đi. Đừng có làm phiền tôi. Bà Tình đi nhanh ra bên ngoài. Bà đi nhanh ra cổng. Rồi rẽ sang nhà bà Thuận. Giờ này chắc chắn bà ấy chả có nhà. Nhưng bà không muốn nói chuyện với con gái nữa. Cảm giác bị phụ bạc. Khiến bà nghẹn ứ ở cổ họng. Thế ra bao nhiêu hy sinh của bà trong suốt những năm tháng qua. Đều trở thành công cốc. Trong mắt cô con gái bà cũng giống như một kẻ ăn bám thôi. Đến bây giờ bà mới nhận ra rằng hy sinh cho người khác nhiều quá cũng không tốt chút nào. Họ sẽ coi đó là điều đương nhiên và không có một chút biết ơn nào cả. Những lời nói của cô con gái như những nhát dao cứa vào trái tim vốn đã chẳng chịt những vết thương của bà tình. Bà lấy tay quệt nước mắt nhưng những cay cực tủi hờn vẫn cứ tràn ra trên khóe mắt. Hà ngồi một lúc không thấy mẹ về cũng lên xe trở lại thành phố. Cô còn công việc nữa chứ có rảnh để đi hòa giải ông bà suốt được đâu. Hôm nay coi như mất toi ngày công. Rồi về thế nào chồng cô cũng sẽ cằn nhằn cho mà xem. Chồng Hà là một người vô tâm, nghiện game và chỉ biết đòi hỏi ở vợ thôi. Có khi anh ta ngồi cả ngày ở nhà để chơi game, để mặc Hà vừa chăm con vừa lo làm việc. Vậy mà về đến nhà, anh ta còn lên án Hà vì về quá trễ. Không nấu cơm sớm để anh ta phải đói. Có lẽ vì thường xuyên chứng kiến việc ông Tấn mắng mỏ bà tình, nên Hà cũng coi đó như một thứ đặc quyền của đàn ông. Đàn ông họ có quyền được đòi hỏi như vậy, còn phụ nữ thì cứ phải chấp nhận và chịu đựng mà thôi. Nhưng hôm nay, cô thấy buồn quá. Mẹ cô tự nhiên lại đòi về quê ở, lại nộp đơn ly hôn nữa chứ. Ông bà đã đến tuổi nghỉ hưu rồi. Mà xưa nay chỉ có người trẻ bỏ nhau, chứ làm gì có chuyện ông bà già ở cái tuổi gần đất xa trời rồi vẫn đòi ly hôn như thế này đâu thế nào rồi chuyện bà tình đòi ly hôn cũng sẽ trở thành trò cười thành chủ đề bàn tán cho thiên hạ cho mà coi nghĩ đến cảnh gia đình mình được lấy ra làm ví dụ điển hình cho một thói hư tật xấu hà thấy ngắn ngầm khủng khiếp con gặp mẹ chưa bà ấy bảo thế nào ông tấn gọi điện cho con gái mẹ không về đâu hà nói giọng bực bội bố làm cái gì mà để mẹ giận như thế chứ Tao có làm gì đâu? Bà ấy thích thế thì cứ để mặc bà ấy đi. Già rồi còn đổ đốn ra thì ai mà chấp nhận được? Mẹ bảo, cả đời mẹ đã chịu đựng bố rồi, giờ mẹ không còn muốn chịu đựng nữa. Bố xem về mà xin lỗi mẹ rồi bảo mẹ ra đi, đừng có tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ như thế. Tao làm gì mà phải xin lỗi? Bà ấy muốn về thì phải xin lỗi tao ấy chứ. Vớ vẩn, tự nhiên lại bỏ đi, xem bà ấy đi được đến bao giờ? ông tuấn tắt điện thoại với cảm giác tức giận và bất lực không biết tại sao tự nhiên bà ấy lại đổ đốn ra như vậy nhưng nhất định bà ấy phải xin lỗi cô từ xưa đến nay ông chỉ biết được người khác xin lỗi cứ chưa bao giờ phải xin lỗi bất cứ ai mà kỳ thực thì ông cũng chẳng có lỗi lầm gì cả bao nhiêu ngày nay ông không nói bà tình một câu nặng lời nào vậy mà vừa mới cưới con trai xong bà ấy đã đòi ly hôn Ông thở dài nằm ra chiếc ghế dài, một cảm giác trống vắng khiến ông thấy mệt mỏi. Có lẽ khi phải xa những thứ gần gũi với mình, người ta sẽ luôn có cảm giác trống vắng như thế. Nhưng rõ ràng trong chuyện này ông không hề sai. Chắc chắn bà ấy sẽ phải quay về, phải quỳ xuống xin ông tha thứ cho hành động ngông cuồng của mình. Ông Tấn sẽ không bao giờ về cái nhà ở quê của bà Tình. Ông ghét cay ghét đắng cái nơi đó. Nhà bà Tình nghèo, nhà ông thì có của ăn của để nên ngay từ khi kết hôn ông đã không thể ưa được cách sinh hoạt của ba mẹ vợ ông ghét cái cách họ sống ghét cái cách họ đối xử với nhau vợ chồng thì phải có tôn ti trật tự cái sự ghét ấy thật khó có thể nói ra thành lời chỉ biết rằng mỗi khi về cái nhà ấy ông luôn có cảm giác kinh khủng lắm vừa bẩn thỉu vừa tùy tiện thế nên ngay cả lúc ông bà còn sống hãn hữu lắm Ông Tấn mới về nhà thăm bố mẹ vợ. Ông cũng không cho bà về nữa. Bà về thì ai nấu nướng cho ông? Ông biết bà Tình rất buồn vì điều đó, nhưng đàn bà theo chồng rồi thì phải ăn phận nhà chồng chứ, lúc nào cũng nghĩ đến bố mẹ đẻ thì sao tiện. Có khi mấy năm ông cũng không về thăm bố mẹ vợ. Ông biết thỉnh thoảng bà Tình có giấu ông gửi về ít tiền. Việc đó cũng chẳng hại gì, nên ông coi như không biết cho ông bà ít tiền thì cũng giống như làm từ thiện thôi lúc bố mẹ vợ mất ông tấn cũng không đến được vì bận việc thành ra chỉ một mình bà tình lo liệu cho bố mẹ ông tấn cũng không coi đó là khiếm khuyết của mình ông đi làm vất vả kiếm được đồng tiền đâu có dễ dàng gì lo cho mẹ con bà tình có cuộc sống đủ đầy là ông đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi như thế ông cũng phải được quyền làm điều mà ông thích chứ Cuộc sống cần phải có trao đi đổi lại như thế mới công bằng. Tình chỉ có lương nhân viên kế toán còm cõi. Số tiền ấy sao đủ chi phí sống trong một khu chung cư cao cấp được. Thế nên, việc ông đòi hỏi hoặc thỉnh thoảng uống rượu, có động chân động tay thì cũng không phải là điều gì quá đáng. Mẹ đi về quê à bố? Sao tự nhiên mẹ lại đòi ở riêng ra như thế hả bố? Duy bước vội vào phòng khách, chưa kịp ngồi xuống ghế, đã hỏi dồn dập Ông Tấn không buồn quay ra nhìn cậu con trai, đang hốt hoảng bước vào. Ai mà biết được, bà ấy ăn phải cái gì? Mà sao mày về sớm thế? Mới đi được có hai ngày. Thì chị Hà gọi điện báo tin cho con hôm qua, nên hôm nay con phải tức tốc về ngay. Gọi điện thì mẹ không nghe máy, làm con sót ruột quá. Kệ bà ấy xem giờ trứng đến bao giờ, kiểu gì vài hôm chán lại quay về nhà xin sỏ tao ấy mà nhưng mà chị hà bảo bố cũng ký đơn ly hôn cho mẹ rồi đúng không ạ sao tự nhiên bố lại làm như thế tự nhiên làm cái trò cười cho thiên hạ cái thằng này hay nhỉ đấy là mẹ mày muốn thế tao thì cần gì cơ chứ bao nhiêu năm nay một mình tao lo hết cho cả cái nhà này mày có thấy là mẹ mày chẳng là cái thá gì trong nhà này hay không giờ bà ấy thích đi thì cứ để cho bà ấy đi đi mấy triệu lương hưu còm cõi ấy xem bà ấy sống được đến bao giờ thấy bố nổi nóng Duy không dám nói gì thêm. Xưa này vẫn thế, không bao giờ anh dám làm trái ý bố, dù chỉ là chuyện nhỏ nhất. Nỗi sợ vô hình khiến cho anh và chị Hà không thể phản kháng dù có những điều ông Tấn làm rất vô lý. Anh ngồi bần thần xuống ghế một lúc lâu, rồi ngập ngừng lên tiếng. Bố, hay là để con về quê bảo mẹ lên nhé. Ông Tấn không nói gì, ông cũng muốn hai đứa con tác động để bà ấy phải hồi tâm chuyển ý ngoài miệng thì nói mạnh thế thôi nhưng trong thâm tâm ông hiểu bà tình lần này không hề có ý đùa có điều sự cố chấp của một người đàn ông gia trưởng không cho phép ông tỏ ra yếu đuối hay xuống nước với vợ lúc nào ông cũng phải ở cửa trên mày về bảo với bà ấy muốn quay về thì cũng phải xin lỗi tao chứ không bao giờ tao chấp nhận cái kiểu dọa dẫm vớ vẩn như thế đâu duy không nói gì mà lẳng lặng đi ra ngoài vợ anh cũng vì chuyện này mà mang giận dỗi. Nhưng việc gọi điện cho mẹ hàng trăm cuộc mà không được khiến anh vô cùng lo lắng. Sau khi hai vợ chồng về nhà, anh tức tốc sang hỏi bố mình. Nhưng có lẽ anh phải về tận nhà thì mới giải quyết được mọi việc. Xưa nay bà tình vẫn rất chiều chuộng và nghe theo những yêu cầu của anh. Hy vọng rằng khi về quê, anh có thể thuyết phục được bà tình quay trở lại. Đây thực sự là một cú sốc rất lớn đối với Duy hai vợ chồng duy quyết định cùng nhau về quê thăm mẹ từ khi quen và lấy nhau hai người chưa từng về thăm quê ngoại duy chợt nhận ra mình không hề có ký ức gì về quê hương của mẹ lúc nhỏ anh có về đó một vài lần nhưng từ khi học đại học anh chưa về quê mẹ lần nào có lẽ vì thế anh không còn nhớ đường duy phải nhờ chị gái chỉ đường và sau hàng chục lần rẽ nhầm anh mới tìm được về chỗ mẹ vợ chồng duy về đến nhà mẹ khi mặt trời đã lặn sau dãy núi đằng sau. Bà tình đang cặm cụi quốc đất ngoài vườn. Buổi chiều bà đã thuê máy xúc đào sới cho tơi đất. Bây giờ bà sẽ làm thành những luống đất nhỏ để trồng rau. Thấy hai con về bà tỏ ra rất vui mừng. Cả ngày làm lụng vất vả nhưng bà cảm thấy rất sảng khoái. Lâu lắm rồi bà mới được làm việc chân tay như thế. Hai bàn tay bà phòng rộp nhưng có lẽ sự thoải mái về tinh thần khiến cho bà không thấy mệt sao hai đứa về sớm thế tưởng đi chơi một tuần cơ mà thì vì chuyện của bố mẹ nên con mới phải cắt ngắn tuần trăng mật để về đây này mẹ làm cái trò gì thế già rồi còn ly hôn làm cái gì mà bố bây giờ cũng có đánh đập hay chửi bới mẹ mấy nữa đâu ngày trẻ còn trả bỏ thì bây giờ già rồi bỏ làm gì các con về đây chơi với mẹ thì được còn đừng có bà dạy mẹ phải làm thế này làm thế kia mẹ không trách bố con bất cứ điều gì cả mẹ cũng chịu đựng ông ấy đủ rồi bây giờ mẹ muốn sống cho bản thân mình đừng có phàn nàn hay nói gì nữa mẹ mệt lắm rồi mẹ cũng phải nghĩ cho con với chị hà nữa chứ mẹ không sợ thông ra người ta cười cho à già dạ rồi còn ly hôn cũng vì nghĩ đến các con nên mẹ phải đợi đến khi con cưới xong mới quyết định như thế đấy còn nếu không nghĩ đến các con mẹ đã bỏ ông ấy từ lâu rồi không phải bây giờ mới bỏ đâu nhưng mà bố con là người nhiều người mơ ước mà kiếm tiền giỏi không chơi bời gái gú gì. Chỉ có điều ông hay uống rượu, nên thỉnh thoảng rượu vào lời ra một tí. Mẹ còn lạ gì nữa? Giờ già rồi, mẹ nên nghĩ đến thể diện của gia đình, nghĩ đến con cháu chứ. Lúc trẻ thì sống vì con, muốn con có đủ cha đủ mẹ. Lúc già thì phải chịu đựng vì thể diện của gia đình. Vậy thì lúc nào mẹ được sống vì mình? Chẳng nhẽ đến lúc chết mới được sống là mình à? Còn tiền nhiều thì làm được cái gì? Tiền nhiều mà lúc nào cũng phải sống khép nép, phải nhìn thái độ người khác mà sống, thì còn gì là cuộc sống nữa. Duy im lặng bất lực, anh không hiểu sao mẹ anh lại muốn sống ích kỷ như thế chứ. Ở đời nếu ai cũng chỉ biết sống vì mình, thì xã hội sẽ như thế nào? Nhưng quả thực, mẹ anh cũng rất khổ rồi. Bao nhiêu năm chịu đựng sự dày vò của ông Tấn, cũng không hề dễ chịu. Bản thân Duy cũng vô cùng áp lực, trước thói gia trường của bố có lẽ vì vậy mà chưa lấy vợ, Duy đã tìm đủ mọi cách để bố mẹ cho ra ở riêng. Căn chung cư tuy không quá lớn, nhưng là không gian riêng của vợ chồng anh. Nó khiến anh giải tỏa được áp lực khi không phải nhìn thấy bố hàng ngày. Anh hiểu cảm giác được giải thoát của bà Tình, nhưng cuộc sống thì đâu đơn giản như vậy. Đôi khi ta phải chấp nhận làm những điều ta không muốn, vì còn gia đình, thanh danh của các con nữa chứ. Bây giờ hai đứa ở đây, mẹ chạy ù ra chợ mua cái gì về nấu ăn nhé tối nay ngủ đây sáng mai về sớm cũng được thôi mẹ ạ à, mai Hương vợ duy nhanh nhổ đáp mẹ không cần nấu nướng gì đâu bọn con đi luôn bây giờ đi ạ à. nhưng mà trời tối rồi tối thì cũng có quan trọng gì đâu mẹ đi có một hai tiếng đồng hồ là đến nhà ấy mà ngủ ở đây con không quen sợ khó ngủ vợ chồng duy đi rồi mà bà Tình vẫn có cảm giác hụt hẫng đến lạ không hiểu quyết định của bà đúng hay sai liệu bà có quá ích kỷ không cả đời chịu đựng nhau rồi còn vài năm cuối đời làm sao không thể chịu đựng tiếp đây già dạ rồi người ta dễ dàng thích an phận và ngại thay đổi nhưng bà lại thấy đây là khoảng thời gian dễ thay đổi nhất con cái đã lớn ông tấn cũng nghỉ hưu trong vài tháng nữa tất cả đều không có gì vướng bận cả không ai phải lo cho ai cũng không ai cần người khác phải lo lắng nữa hơn thế bà muốn được về gần với bố mẹ mình hơn Lúc các cụ còn sống, bà không có thời gian chăm sóc, thì khi các cụ khuất núi rồi, bà có thể dành chút thời gian còn lại của cuộc đời để quanh quẩn bên họ, cũng là một sự an ủi cho bản thân bà. Bà tình ngồi một mình giữa sân, rêu mốc khi bóng tối bắt đầu chảy tràn lên cảnh vật. Tiếng dế, tiếng ếch vang vọng khắp nơi, tạo cảm giác liêu trai, khiến lòng người cũng thấy rốn sang. Bà đưa tay quyệt nước mắt, rồi mạnh bạo đứng dậy cuộc sống này là do bà lựa chọn bà sẽ sống trọn vẹn vì nó chẳng ai có thể thay đổi được quyết định của bà ai cũng chỉ có một lần để sống nếu không thể dũng cảm sống theo những điều mình mong muốn thì chẳng phải đã phí cả cuộc đời hay sao bà sẽ đối diện với mọi thứ chấp nhận mọi thứ để có thể thoải mái với chính mình bà tình bật chiếc điện thoại di động của mình lên có lẽ bà phải nói chuyện rõ ràng với ông tấn khi mọi thứ được rõ ràng, bản thân bà cũng sẽ thấy thanh thản hơn. Thế nào, hối hận rồi à? Ông Tấn vừa mở máy, đã nói với giọng đầy mỉa mai. Tôi bảo rồi, yếu thì đừng có ra gió. Tôi không hối hận, tôi gọi điện để hỏi xem tình hình của ông thế nào thôi. Dù sao tôi cũng đã lo cho ông 30 năm có lẻ rồi, nên cũng sợ ông không quen ở một mình. Tôi khỏe lắm, sống một mình không có bà bên cạnh, làm phiền, thấy yêu đời hơn hẳn. Thế thì tốt quá, tôi cũng bớt áy náy. Chắc độ một tuần nữa thì tòa án sẽ làm việc về đơn ly hôn của tôi. Chắc họ sẽ gọi hòa giải, nhưng tôi nghĩ không cần hòa giải gì đâu. Cả hai chúng ta đều đã già rồi. Đủ năng lực để hiểu điều mình làm là gì rồi đúng không ông? Đúng rồi, chẳng có gì phải hòa giải cả, nhưng tôi vẫn cho bà một cơ hội quay trở về nhà. Bà hãy xin lỗi tôi và hành động vừa rồi, tôi sẽ để bà trở về nhà. Không Tôi không có ý định quay về với ông đâu. Tôi chỉ gọi điện để biết tình hình của ông, vậy là tôi yên tâm rồi. Tôi đã đợi cái ngày rời khỏi nhà này lâu lắm rồi đấy. Dễ dàng gì mới có thể đi được, sao tôi phải quay lại chứ? Thôi ông nghỉ đi." Bà Tình tắt điện thoại mà lòng thấy nhẹ nhõm thật sự. Chưa bao giờ bà dám nói chuyện với ông một cách sòng phẳng như thế. Cảm giác chiến thắng nỗi sợ hãi trong bà tuyệt vời làm sao. Khi người chồng giống như một gã cai ngục thì hôn nhân đó sẽ chẳng khác gì địa ngục cả. Ông Tấn không sống bao nhiêu năm qua, ông luôn cố gắng làm ăn và vun vén cho gia đình. Với ông, việc mang tiền về làm nhà, mua đất là cách thể hiện trách nhiệm của một người chồng, người cha. Khối tài sản không hề nhỏ mà ông bà có hiện nay, phần lớn là công lao của ông. Tuy nhiên, điều bà Tình muốn đâu chỉ có tiền. Bà muốn được tôn trọng, muốn được làm những gì mình thích. Những cái đó ông lại không cho bà được. Chính vì thế 30 năm qua bà chấp nhận làm cái bóng của ông để con cái không phải thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ. Bà cũng rất sợ chuyện gì ghẻ con chồng. Nếu không có bà, các con sẽ khổ. Vì con bà có thể chấp nhận bị chồng giày vò chửi bới, thậm chí đánh đập. Nhưng giờ thì khác rồi. Ông Tấn thì tức điên sau cuộc điện thoại của vợ. Ông không ngờ chỉ có mấy ngày không gặp mà bà đã thay đổi nhiều như vậy. Cảm giác bất lực và tức giận khiến ngực ông đau nhói. Cuộc đời thật quá đỗi bất công đối với ông. Ông hy sinh cả cuộc đời cho vợ cho con. Tiền bạc đất cát nhà cửa đề huề như thế này cũng chỉ là để về già hai vợ chồng được sống sung túc. Vậy mà khi chỉ còn hai vợ chồng già thì bà lại dở chứng đòi ly hôn như thế. Thì ra bao nhiêu năm nay bà ấy không hề yêu thương ông gì cả. Có lẽ vì thế mà có cơ hội cái là bà tìm cách tránh xa ông ngay. Đúng là lòng dạ đàn bà Chẳng biết thế nào mà lần Hy sinh tất cả cho họ Cuối cùng chỉ nhận được những sự phụ bạc mà thôi Ông ngán ngầm nằm dài ra ghế Bữa tối nay có lẽ ông lại nhịn Chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống Ông cũng chẳng biết nấu nướng là gì Hơn 30 năm vợ chồng quả thực Ông chưa bao giờ vào bếp lấy một lần Những ngày trong tuần Thì đến đêm ông mới về Có một hai ngày nghỉ Thì ông dành thời gian để đọc sách với đi chơi bời cho bớt căng thẳng hơn nữa bếp núc là việc của đàn bà làm sao có thể đòi hỏi một người chồng vừa kiếm tiền vừa phải chu toàn việc cơm nước được cơ chứ xã hội đã phân công mỗi người một việc phận sự của ai thì người đó phải tự mình mà chu toàn thôi bây giờ không có bà tình ở nhà quả thực ông chẳng biết nấu nướng gì ngay cả sử dụng nồi cơm như thế nào ông cũng không biết cứ kéo dài thế này không phải là cách chẳng lẽ cả đời ông được người khác phục dịch đến khi về hưu khi quyền lực không còn lại phải đi học từ việc đặt nồi cơm đến luộc rau xào thịt hay sao điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được bố không nấu nướng cơm nước gì ạ à? tiếng của hà khiến ông giật mình ăn uống bao nhiêu đâu mà nấu có một mình thì chả biết ăn uống cái gì cho tiện tí đói bố xuống sảnh ăn gì cũng được bố cũng xuống nước một tí nói vài câu với mẹ để mẹ quay về đi ạ à? Chứ hai ông bà già rồi Lại mỗi người một niêu thế này người ta cười cho Việc gì tao phải nói với bái Có chân đi Thì tự khắc có chân về Mà tự ý đi rồi Về được cũng phải nói với tao như thế nào chứ Không phải dễ dàng quay lại như vậy đâu nhá Bố cứ thế Bảo sao mẹ bỏ đi Vợ chồng ở với nhau cũng phải chín bỏ làm mười chứ Không có tôn ti trật tự Thì các bà trèo lên đầu lên cổ à Vợ ra vợ Chồng ra chồng chứ không phải cái kiểu nhà họ tôm đâu. Thế bố định như thế nào? Nếu mẹ cứ khăng khăng, đòi ly hôn thì bố sẽ làm gì? Tao chả cần làm gì cả. Bà ấy thích thì cho bà ấy ly hôn thôi. Tao đã bảo rồi, ra đi hai bàn tay trắng. Chấp nhận được thì cứ việc mà đi. Mẹ có cần tiền đâu, mẹ đi rồi đi thôi. Thì kệ bà ấy, ta giờ cưới một lúc cả chục cô vợ trẻ đẹp. Làm sao phải quỵ lụy bà ấy cơ chứ? Hà lắc đầu ngao ngán. Cô lặng lặng mở tủ lạnh, đồ ăn bà tình mua còn khá nhiều cô đặt ít gạo vào bếp rồi xào thức ăn cho bố đang yên đang lành tự nhiên lại thêm việc vào người bỏ bố một mình thì không yên tâm nhưng sang nấu nướng thế này kiểu gì về công chồng hà cũng lại cằn nhằn cho mà xem công vốn cũng rất ích kỷ vì ông tấn không chịu cho anh ta mượn tiền để khởi nghiệp nên từ lâu công cũng không thích đến nhà vợ cái cảm giác tự ái cố hữu của một thằng con rể không tiền tạo nên một bức tường ngăn cách anh với gia đình vợ ông tấn cũng không ưa gì con rể trong mắt ông công là một thằng vô dụng chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của nhà vợ đàn ông như thế thì hèn lắm chính vì thế hai người không nói được với nhau đến tiếng thứ hai trong những dịp tụ họp gia đình chỉ ngồi im lặng cùng nhau bởi nếu có mở miệng ra nói chuyện chỉ được hai ba câu là cãi nhau cũng vì thế mà công rất ít khi sang nhà bố mẹ vợ ông tấn cho đó là điều tốt vì ông không muốn nhìn mặt cái thằng ích kỷ ăn bám đấy việc bố và chồng cơm không lành canh không ngọt khiến hà rất khó xử cô như con chạch trong giò cua nếu sang nhà bố mẹ lâu thì chồng sẽ nói nặng nói nhẹ ít qua lại thì bố lại mắng chửi là loại con gái có chồng là chỉ biết có chồng quên cả bố cả mẹ nhưng bây giờ một mình ông tấn ở nhà cô đành phải cắn răng mà chạy qua chạy lại cô biết bố mình không biết làm việc nhà nếu không có ai ở bên cạnh, chắc chắn ông Tấn sẽ chẳng biết làm gì. Điều này càng khiến Hà cảm thấy khó chịu về quyết định của bà Tình. Chẳng hiểu bà ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà tự nhiên lại đi đòi ly hôn khi đã ở cái tuổi lục tuần như thế. Buổi sáng hôm sau, ông Tấn nhận được điện thoại của tòa án, thông báo về lịch hòa giải lần một giữa hai vợ chồng ông. Cuộc điện thoại khiến ông ấy thấy khó chịu và hụt hẫng quá. Không ngờ cả đời hô mưa gọi gió chưa bao giờ phải bước chân đến trốn tòa án. Vậy mà cuối đời lại phải đến đó để được hòa giải chuyện vợ muốn ly hôn. Điều đó với ông không khác gì một sự sỉ nhục. Chắc chắn ông sẽ không đến. Ông làm sao phải hạ mình đến để hòa giải xin? Hay là xin bà ấy tha thứ chứ? Ông có làm sai gì đâu. Bà ấy thích thì cứ để cho bà ấy ly hôn đi. Trong khi đó bà tình cũng cảm thấy bâng khuâng khi nhận được thông báo của tòa. Bà biết ông sẽ không bao giờ đến bà cũng sẽ không đến ở cái tuổi của bà những quyết định như thế đâu phải dễ dàng nó đã được nung nấu từ rất lâu rồi vì thế chẳng ai có thể thay đổi nó một cách dễ dàng cả bà vẫn ở đây à cũng nửa tháng rồi bà không về với ông ấy nhỉ bà thuận vừa xoay xoay bước vào vừa nói tôi quyết định chuyển về đây sống rồi mà mà mấy hôm nay bà đi đâu không thấy ở nhà cũng chẳng sang chơi với tôi à tôi ra chỗ thằng điền chơi mấy hôm thỉnh thoảng đi chơi cái cho đỡ cô đơn bà ạ chứ ở nhà mình thực sự rất chán cả đời tôi chỉ có một mình thôi tôi thấm thía cái cô đơn lắm rồi thế nên tôi mới bảo bà đừng vì cái tôi của mình mà dại dột ly hôn khi tuổi già thế này sống được bao lâu nữa đâu mà cố chấp hả bà có ông có bà mới sướng chứ như tôi có một thân một mình thế này tuổi lắm chứ nói chung là trong chán ngoài thèm bà ạ hơn nửa tháng nay tôi thấy thoải mái thực sự cảm giác này mấy chục năm nay tôi chưa một lần có được tôi nghĩ tôi hợp với cuộc sống cô đơn một mình thế này đấy chả ai hợp với cô đơn đâu bà bà cứ nghĩ cho kỹ nhưng theo tôi thì có gì ấm ức bà cứ nói ra già dạ rồi có gì mà không thể nói chứ bà có cảm giác có cháu ngoại rồi vẫn bị chồng đánh chửi nói thế nào không bà có biết cảm giác mình giống như người hầu trong ngôi nhà của mình nói như thế nào không đấy là cảm giác của tôi đấy những lúc trẻ còn chịu được Tại sao về già lại không chịu được thế Người ta đang đồn ầm lên là chồng bà có vợ bé Nên bà mới giận dỗi về quê thế này Hay là thế thật hả bà Ôi miệng thế gian thì biết thế nào được hả bà Họ nói gì thì kệ họ đi Tôi tin chắc Chồng tôi không có ai bên ngoài cả Với lại ở cái tuổi 60 rồi Còn ham hố gì nữa đâu hả bà Nguyên nhân thì chắc chỉ có tôi mới biết thôi Nhưng sống để bụng Chết mang đi bà ạ chả nói ra làm gì. Tôi chỉ thấy sống cô đơn một mình đôi khi còn sướng hơn, sống với một người đàn ông gia trưởng vô tâm. Nói chung là tôi thấy bà vẫn nên suy nghĩ cho thấu đáo. Già dạ rồi, chả vì mình thì cũng vì các con. Bố mẹ 60 rồi còn đòi ly hôn, người ta lại cười cho cả chúng nó nữa ấy chứ. Rồi thì gia đình thông ra hai bên, nói chung là phức tạp lắm. Vì các con nên giờ tôi mới ly hôn đấy bà ạ. Tôi biết bà cũng vì tốt cho tôi thôi nhưng tôi tin rằng tôi đủ tỉnh táo để biết thế nào là tốt cho mình nhất. Bà Thuần không nói gì thêm nữa. Quả thực, bà chưa có may mắn có chồng, nên cũng chẳng thể hiểu được những rắc rối của chuyện vợ chồng. Tuy vậy, bà hiểu hơn ai hết nỗi buồn của sự cô quạnh. Có lẽ vì thế, bà cảm thấy tiếc nuối và khó hiểu trước hành động của bà tình. Đúng là cuộc đời lắm nỗi éo le. Người ta muốn được có đôi có cặp thì không được. Người đang sống sung sướng đủ đầy thì nhất quyết về cái xó quê này cậm cụi một mình. Hai người đàn bà cô đơn, ngồi lặng lẽ, ngắm ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè với ngổn ngang tâm sự. Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Buổi chiều hôm ấy, bà tình thấy trong người không được khỏe. Có lẽ vì cả buổi chiều bà quốc giới ngoài vườn trong cái thời tiết nắng nóng 450 độ nên bà bị cảm nắng. Bà cố gắng đi vào trong nhà nhưng chỉ đến sân thì bà thấy mặt mũi tối sầm bà nằm lăn ra đất bất tỉnh bà tình tỉnh lại trong bệnh viện hà và duy vẫn đang ngồi bên cạnh bà rất may khi bà bị ngã bà thuận vào chơi nên kịp thời đưa bà đi bệnh viện bà bị đột quỵ dạng nhẹ nên không mấy nguy hiểm đến tính mạng bà tình thấy người đau nhức không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với mình mẹ tỉnh rồi à thế thì tốt quá mẹ làm bọn con lo quá tự nhiên lại về quê ở một mình may có người phát hiện ra chứ không thì hà nhanh nhẩu nói mẹ bị làm sao thế này bà tình cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước khi mình phải nằm ở đây nhưng đầu óc nặng nề của bà không tài nào nhớ được mẹ bị đột quỵ đấy già dạ rồi phải có ông có bà thì mới yên tâm được chứ mẹ cứ như thế này làm sao mà chúng con yên tâm làm ăn được duy tỏ vẻ khó chịu bà tình nhắm mắt lại bà không muốn tranh luận chuyện này nữa tất cả những gì cần nói thì cũng đã nói rồi nhưng trận đột quỵ cũng khiến bà phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện này sống một mình thật sự đáng sợ nhưng sống bên cạnh một người mà lúc nào cũng cảm thấy mình bị tước đi quyền tự do còn đáng sợ hơn nhiều lần trong trường hợp ấy được sống một mình đôi khi lại là may mắn lớn nhất của cuộc đời rồi hà muốn nhân cơ hội mẹ ốm như thế này đưa bà về để ông bà chăm nhau coi như là cách để hàn gắn lại tình cảm thực tình thì cô cũng chẳng biết bố mẹ dạn nứt từ đâu và bao giờ nhưng có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra mà chị em cô không được biết tuy nhiên đứng trên cương vị của một người con cô muốn cha mẹ được hạnh phúc bên nhau khi tuổi già bóng xế cứ mỗi người một nơi rồi ốm đau bệnh tật thì lại đến tay cô cả hôm trước sau khi nấu nướng cho ông tấn về nhà công đã lên lớp cho hà một trận ra trò anh ta cho rằng bố mẹ cô dở hơi nhiều tiền nhiều của nên dừng mỡ già rồi mà không giữ cái nết già nên cứ phải để cho họ lo cuộc sống của mình ông cấm hà không được sang nấu ăn giúp đỡ cho ông tấn việc gì nữa cũng từ hôm ấy anh ta quản lý rất chặt thời gian của cô cũng vì thế mà hà không có thời gian chăm bố nữa điều đó khiến cô rất phiền lòng cô biết ông tấn sẽ chỉ biết ăn uống lằng nhằng chứ chả nấu nướng gì giờ già rồi bụng dạ cũng chẳng được như trước nữa ăn uống linh tinh thì sớm muộn cũng sinh bệnh cô không biết phải làm thế nào để mẹ có thể trở về với bố nhưng có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt vợ chồng duy về ở với ông bà đi để trông nom ông bà hà đề nghị vợ em nó không muốn ở chung với lại bố mẹ đã mua nhà riêng cho bọn em thì có nghĩa là bố mẹ muốn bọn em ở riêng rồi mẹ cần phải về ở với bố để hai ông bà chăm nhau chứ vợ chồng em đi từ sáng đến đêm mới về thời gian đâu mà chăm sóc được ông bà Đấy, mẹ nghĩ xem, vì cái chuyện không đâu của mẹ mà cả nhà phải khổ. Lúc trẻ bố suốt ngày đánh chửi còn trả bỏ, giờ lên ông lên bà rồi, mẹ còn bỏ nhau làm gì nữa. Mà mẹ thấy đấy, Duy nói thêm, giờ mẹ bị đột quỵ thế này là rất nguy hiểm, rồi thì bố cũng thế. Tuổi già rồi cần có người bên cạnh, hai đứa có im đi được không? Bà tình nói giọng mệt mỏi, mẹ vừa tỉnh lại cái là chúng mày đã tra tấn mẹ như thế à? già rồi Không cần chúng mày phải dậy phải sống như thế nào cho phải đạo cả Cả Hà và Duy đều im lặng Đúng là bây giờ không phải lúc để nói chuyện này Nhưng có thể Để ông Tấn đến thăm bà ở trong bệnh viện Có như vậy ông bà mới có cơ hội gần nhau Để cởi bỏ hiềm khích Hà để cho Duy ở lại bệnh viện Còn mình thì về nhà đưa bố đến Bà Tình đã nằm viện được hai ngày rồi Nhưng ông Tấn không đến thăm Có lẽ ông vẫn còn giận bà lắm tự nhiên đòi ly hôn, trong khi bản thân ông chẳng biết mình đã làm điều gì, khiến bà không hài lòng. Bà ấy đã muốn như vậy, thì sao ông phải chăm nom gì cơ chứ? Đấy là trời phạt bà đấy. Sướng không muốn, thích khổ thì cứ để bà ấy khổ, cho thỏa mãn cái thân giái đi. Mẹ ở bệnh viện mà bố không đến thăm non xem tình hình thế nào à? Tao đến làm gì? Bà ấy thích ở một mình thì cứ để ở một mình đi. Có chết thì cũng đừng có mang về cái nhà này già rồi còn dở chứng đúng là không biết thân biết phận là cái gì cả bố cũng kiểm kiểm lại bản thân xem có làm gì để mẹ giận không ui trời bà ấy lôi mấy cái chuyện từ cách đây mấy chục năm ra để trách móc thì ai mà lường hết được lúc đó sao không nói luôn đi cứ im lặng để đến bây giờ mới moi móc ra làm cái gì nói để bố biết bố còn bù đắp cho mẹ chứ tao làm sao mà không biết nhưng tao thấy tao chẳng có gì sai cả tao đi làm vất vả kiếm được đồng tiền về nhà thì cũng phải để tao xả chết chứ. Ra ngoài nịnh cả thiên hạ, về đến nhà còn phải nịnh vợ nịnh con nữa thì tao chết mất. Nhưng bố có thấy mình sai ở đâu trong chuyện đối xử với mẹ không? Tao chả sai ở đâu cả, bản tính tao đã thể hiện thế rồi, không thay đổi được. Ở được thì ở, không thì cút, tao cũng không tiễn. Nhưng bố nghĩ kỹ đi, 30 năm mẹ chăm sóc bố như thế, thử hỏi những lần mẹ ốm đau sinh nở bọn con, bố có biết không? Đã lần nào bố mua cho mẹ viên thuốc nào chưa Lần nào bố thăm mẹ xem mẹ có khỏe không Có vui không chưa Ô hay Tao đi làm cả ngày đến đêm mới về Thời gian đâu mà quan tâm Mày tưởng tiền bạc nó tự bay từ ngoài đường về cái nhà này đấy à Tao làm ăn vất vả Ở nhà thì tự phải lo lấy thân mình chứ Bây giờ lại bắt tao phải đi mua thuốc Nấu cháo để chăm bẵm nữa à Chỉ có những thằng đàn ông vô dụng như thằng chồng mày Nó mới làm thế được thôi Tao thì tao chịu Bây giờ thì con biết Tại sao mẹ nhất quyết ly hôn với bố rồi? Cả anh công nhà con cũng thế. Đàn ông như bố với chồng con, chắc chắn chẳng có phụ nữ nào chịu được cả. Giờ con thấy mẹ đòi ly hôn là đúng rồi. Con cũng phải chấn chỉnh lại chồng con. Nếu không thay đổi, giữ cái thói ích kỷ, gia trưởng như bố thì giải tán càng sớm càng tốt. Hà bực bội đi về nhà, bỏ lại ông Tấn ngồi lặng lẽ trong phòng khách. Mới khoảng hai chục ngày ông sống một mình mà sức vóc đã xuống cấp tiến tiểu tụy con gái đi rồi ông thở dài đứng dậy ra ban công nhìn xuống đường dòng xe cộ vẫn thấp nập nối đuôi nhau trên đường quả thực mấy chục năm làm vợ chồng chưa lần nào ông thấy bà ốm đau cũng chưa bao giờ ông hỏi han gì cả một mình bà cặm cụi nuôi con ông chỉ biết mang tiền về rồi đòi hỏi và chửi bới có lẽ cái mà bà nhận được từ ông chỉ có những thứ đó ra ngoài xã hội ai cũng nói ông là người phóng khoáng hay cười nhưng khi về nhà chưa bao giờ ông thoải mái với bà tiếng là mang tiền về cho bà nhưng bà mua gì tiêu gì ông cũng kiểm soát không có chuyện bà muốn mua gì thì làm với số tiền của ông được ông cho việc quản lý tài chính là điều cần thiết để gia đình phát triển với ông gia đình không khác gì một doanh nghiệp nhỏ cả chồng là chủ tài khoản nên mọi chi tiêu phải do ông quyết định bà tình giống như thủ quỹ hay kế toán gì đó thôi chứ nếu ai cũng đòi quyền được quyết định tiêu tiền thì loạn hết ngay cả việc cho con học cái gì hết bao nhiêu tiền cũng là ông quyết bà có muốn cũng phải lựa lời nói khéo chứ nếu không là ông chửi cho phút mặt không kịp ngay vợ chồng ở với nhau bao nhiêu năm cũng có con có cháu cả rồi chẳng còn tình thì cũng còn chút nghĩa có lẽ ông vẫn phải đến thăm bà ấy dù sao thì cũng vẫn là vợ chồng hơn nữa trong thâm tâm của ông chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện ly hôn cả vì thế việc bà viết đơn rồi nộp cả cho tòa án làm ông giận lắm. Một cảm giác hụt hẫng và bị phản bội cứ bủa vây khiến ông đau đớn. Có lẽ vì thế nên ông giận bà lắm. Nỗi giận ấy không dễ gì có thể nguôi ngoai được. Nhưng giờ bà ấy bệnh nằm đấy. Ông cũng nên đến xem tình hình thế nào. Biết bà mấy hôm nay nằm bệnh viện nhưng ông cũng chưa một lời hỏi thăm xem sức khỏe của bà thế nào. Ông Tấn đến bệnh viện trong một buổi tối mưa gió. Lúc này chỉ còn một mình bà tình nằm trên giường bệnh. Có lẽ vì biết ông đến nên cả Hà và Duy đều lánh mặt. Nhưng cũng có thể chúng thằng thể ở lại với bà vào buổi tối được. Hà thì còn thằng chồng khó tính cùng với hai đứa con thơ. Duy thì mới cưới vợ nên hai đứa còn bệnh hơi nhau lắm. Khi các con lớn, chúng đều có cuộc sống của riêng mình. Chẳng còn đứa nào đủ thời gian và tấm lòng để quan tâm đến cha mẹ nữa. Nếu buộc chúng phải chăm nom thì bên cạnh sự chăm sóc gượng gạo ấy là những lời trách móc Đúng là nước mắt chảy xuôi Cuối cùng thì chỉ còn hai vợ chồng già nương tựa vào nhau mà sống Lắm lúc ông Tấn cũng nghĩ Người nào trong hai vợ chồng ra đi trước Người đó sướng Kẻ ở lại một mình Lầm lũi thật chẳng sung sướng gì Nhưng bây giờ chưa sinh ly tử biệt Thì đã mỗi người một ngả rồi Bà ăn uống gì chưa Ông Tấn hỏi Giọng đầy vẻ giận dữ Cơm bệnh viện từ hồi chiều rồi Ông ăn uống gì chưa Tôi ăn rồi, 50.000 thì có người phục vụ tận răng. Giờ ăn uống đâu phải là vấn đề. Thế sức khỏe của bà thế nào? Tôi khỏe rồi, vài ngày nữa là tôi được về thôi. Thế thì tốt, thế ý bà định thế nào? Định về dưới quê hay là về nhà với tôi? Tôi về dưới quê, hôm trước tòa án đã gọi hòa giải rồi tôi không đi, chắc ông cũng không đi. Hòa giải không thành thì chắc người ta xử thôi. Bà nhất định thế à? Tôi với ông cũng già rồi, chứ đâu phải trẻ con mà lấy chuyện này ra đùa. Tôi muốn hỏi bà thật lòng. Tôi chưa bao giờ hỏi điều này, nhưng tôi thấy bà quá đáng thật. Cả đời tôi cặm cụi kiếm tiền mang về cho bà, đành rằng là tôi cũng hay bã mồm, thỉnh thoảng cũng động tay động chân, nhưng kỳ thực, tôi vẫn một lòng một dạ lo cho gia đình. Vậy mà tại sao bà nhất định phải ly hôn tôi như thế? Bà Tình im lặng, có lẽ bà không biết nên trả lời ông như thế nào. Quả thực ông Tấn không phải người lăng nhăng, cũng chẳng thích phiêu lưu. Nếu không phải đi tiếp khách thì ông cũng chẳng nhộn nhẹt gì. Nhưng đó không phải là vấn đề mà bà bận tâm. Điều khiến bà cảm thấy khó chịu nhất chính là sự thiếu tôn trọng bà. Ông chưa bao giờ hỏi ý kiến bà về chuyện này chuyện khác. Ông thích thì ông sẽ làm. Nếu bà mở miệng để có ý kiến thì ngay lập tức bà sẽ nhận được những lời chửi bới, những cái bạt tai. Bà chỉ có thể im lặng và chấp nhận. Đã bao giờ ông thực sự tôn trọng tôi chưa? Bà tình từ tốn hỏi ông coi tôi có khác gì một con ở không tiền bạc đôi khi chẳng có ý nghĩa gì đâu tôi muốn và tôi cần là sự tôn trọng thì lại không có ông không bao giờ nghe xem tôi muốn gì mấy chục năm giống với nhau ông có thấy tôi ốm bao giờ không không phải là tôi không ốm đâu có điều ông không hề biết tôi bị ốm hay không cả bố mẹ tôi mất ông đều có bận việc mà không thể xuất hiện trong đám tang ông nghĩ xem nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ thấy ông thế nào ông coi thường tôi đã đành Ông coi thường cả gia đình tôi thì làm sao mà tôi có thể tôn trọng hay là một lòng một dạ vì ông được cơ chứ? Ông Tấn tỏ ra bối rối, không biết nên làm gì. Quả thực những điều bà Tình nói rất đúng. Ông chẳng hề phản đối, nhưng có một điều bà không nhắc đến. Đó chính là sự ông đã làm ra rất nhiều tiền. Số tiền đó bà cũng lấy để đi lo cho ông bà khi ốm đau, lúc ông bà khuất núi. Thì cũng có tiền của ông để trang trải. Tôi không về được vì bận chứ không phải như bà nghĩ. Với lại, bà cũng lấy tiền của tôi, lo trông bà lúc ốm đau, rồi ma chay. Thỉnh thoảng bà cũng giấu tôi cho tiền bố mẹ. Tôi biết cả nhưng... Ông im đi, tôi đi làm, tôi cũng có tiền. Đây cũng là lý do nhất định tôi phải đi làm. Chứ không thèm ăn bám ông đấy. Với lại bây giờ có bao nhiêu tiền, ông cứ cầm cả lấy. Có thể, với ông tiền là tất cả. Có tiền sẽ có tất. Nhưng với tôi thì tiền trả là cái gì cả. Tôi không cần tiền cái tôi cần là sự quan tâm tôn trọng và chia sẻ thì ông không có tôi cũng chỉ hỏi để biết nguyên nhân thôi còn quyết định như thế nào thì là quyền ở bà lần này tôi cho bà quyết định tôi vẫn để cơ hội cho bà quay trở lại với tôi cảm ơn ông nhưng câu nói của ông vừa rồi đã thể hiện sự trịch thượng và thiếu tôn trọng tôi rồi đấy thôi ông về đi tôi mệt rồi ông không phải ở đây đâu trong bệnh viện đông người lắm với lại tôi cũng khỏe rồi bà tình nằm quay mặt vào tường để mặc ông tấn ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế nhựa đặt bên cạnh giường bây giờ ông tấn mới cảm nhận được sự xa cách của hai người hóa ra bao nhiêu năm nay bà tình vẫn ôm ấp những ấm ức vì cách ứng xử của ông với bà đúng là đời chồng biết thế nào được chồng lo cho cuộc sống đủ đầy thì lại đòi hỏi phải chia sẻ với tôn trọng thử đói dã họng ra xem có thời gian mà chăm sóc nhau không hay lại suốt ngày cắn xé nhau lấy được người chồng kiếm được tiền thì phải chấp nhận những khuyết điểm của họ chứ. Phụ nữ đúng là tham lam, được voi lại còn muốn đòi tiền. Tôi kiếm được tiền thì bà phải chấp nhận một số khuyết điểm ấy chứ. Cái gì bà cũng muốn thì có phải là tham lam quá không? Bà tình không nói gì nữa, bà không muốn tranh luận với ông nữa. Vợ chồng cứ muốn tìm đến tận cùng của đúng sai để làm gì. Cả đời bà chấp nhận để ông đúng cả và mình sai. Cốt để giữ cho gia đình êm ấm. Giờ bà không sai nữa thì chỉ còn cách ly hôn thôi đó cũng là cái giá tất yếu cho một cuộc hôn nhân đầy bất công với một người đàn ông vô tâm ích kỷ và gia trưởng như ông tuấn ở ngoài ông là giám đốc ông có thể hô phong hoán vũ ông nghĩ về nhà cũng sẽ được như thế nhưng ông không biết rằng gia đình và cái doanh nghiệp của ông hoàn toàn không giống nhau mối quan hệ cấp trên cấp dưới hoàn toàn khác với mối quan hệ vợ chồng vợ đâu phải là cấp dưới của ông Thấy bà Tình không nói gì, ông Tuấn ngồi một lúc rồi lặng lẽ ra về. Tính ông xưa nay không thích nịnh nọt, cũng chẳng muốn hạ mình với ai. Bà ấy đã không muốn thì ông cũng không bao giờ nói thêm làm cái gì. Ông chỉ quen cách người ta xin ông, chứ không bao giờ ông phải xin ai. Đã thế bà Tình lại là vợ của ông nữa chứ. Đã là vợ, lại đòi chồng phải quỵ lụy xin sỏ này kia thì làm gì có. Dù gì có ly hôn thật, thì ông cũng không bao giờ mở miệng ra để xin lỗi bà bởi ông tin mình không có lỗi một người đàn ông hết lòng vì vợ vì con cũng là cái lỗi ư các cụ đã dạy nhân vô thập toàn chẳng ai có thể hoàn hảo cả vì thế vợ chồng nếu không thể chấp nhận nhau thì làm sao mà chung sống được đã chấp nhận nửa đời người rồi giờ lại đòi hỏi thì thật vô lý quá ông tấn đi rồi lòng bà tình thấy quặn thắt bao nhiêu năm chung sống vậy mà bà nằm viện mấy ngày liền trong trạng thái mê man bất tỉnh mà ông cũng không đến thăm. Rõ ràng trong mắt ông, bà chẳng là cái gì cả. Khi người ta quan tâm đến nhau, thì chắc chắn người ta sẽ chạy ngay đến khi người mình thương yêu gặp vấn đề. Đằng này ông ấy phải chờ con cái dục mới thỏ mặt đến, ngồi chưa được 5 phút đã ra về. Có lẽ quyết định ly hôn của bà là đúng. Trong khi đó ở nhà Hà đang diễn ra một cuộc cãi vã lớn của hai vợ chồng. Công cảm thấy rất khó chịu khi mấy ngày hôm nay Hà đều đi đến khuya mới về Đành rằng mẹ bị ốm thì cũng cần qua lại Nhưng không có chuyện bỏ chồng bỏ con ở nhà Rồi đi một cách vô trách nhiệm như vậy Ít ra cũng phải chuẩn bị cơm nước cho chồng đầy đủ Rồi muốn đi đâu thì đâu Đằng này Hà đi biển biệt cả ngày Đã thế đêm cũng không thèm về Công đã gọi điện mấy lần Nhưng nhất định Hà không về Đàn bà con gái lại cứ lao vào lo chuyện của nhà mình Người ta bảo giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng cơ mà nhà đấy đã có ông với cậu duy việc gì hà phải chúi mũi vào như thế chứ lần sau mà đi như thế nữa thì đi hẳn luôn đi đừng có về công hậm hực tôi không hiểu anh là cái loại người gì nữa đấy hà rơm rớm nước mắt vì uất ức mẹ tôi ốm như thế anh không một lời hỏi thăm vừa về đến nhà cái là anh đã căn vặn rồi là anh anh có bố có mẹ anh nằm ở một mình ở viện thì anh có về không đừng có chủ ẻo người khác như thế công gắt bà thì đã có cậu duy rồi làm sao phải đến lượt cô cứ nhiệt tình chả được cái gì cả có khi người ta còn mắng cho đấy anh có hỏi thăm mẹ tôi chưa anh đến thăm bà xem bà sống chết thế nào chưa có con rể như anh chắc mẹ tôi đau lòng lắm đấy tôi bận mà cô quanh quẩn ở đấy cả ngày rồi tôi lại đến nữa thì hóa ra thừa à cái người ta cần là sự quan tâm lẫn nhau anh có hiểu không anh không quan tâm đến gia đình tôi không quan tâm đến bố mẹ tôi thì anh cũng đừng có trách nếu tôi vô tâm với gia đình anh. Cô đừng có mà dở cái giọng mất dạy ấy ra nhá. Người ta bảo dâu con rể khách, cô là con cái trong nhà này, còn tôi chỉ là khách của nhà cô thôi. Cô cảm thấy thế không chịu được thì đi khỏi cái nhà này, tôi cũng không cản. Ý anh là gì? Tôi chẳng có ý gì cả. Tóm lại, lần sau đừng có mà đi cả ngày cả đêm như thế là biết tay tôi. đã thế ngày mai tôi lại đi. Nếu anh cảm thấy như thế không được thì anh viết đơn ly hôn đi tôi ký. À, nhà cô thì giỏi rồi. Hóa ra cô cũng học tập mẹ cô. Thích ly hôn thì ly hôn. Báo lắm đấy mà dọa với trả dẫm. Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi cũng cảnh cáo anh. Anh nói tôi thì được, đừng động đến bố mẹ và gia đình tôi. Hà bực bội đi vào trong phòng. Hôm nay cô cũng sẽ không thèm nấu nướng gì xem, công định làm thế nào. Ai đời mẹ vợ ốm như vậy mà anh ta không một lời hỏi thăm, lại còn yêu cầu vợ không được đến chăm mẹ. Đàn ông ích kỷ nó thuộc về bản chất hay sao ấy nhỉ? Đến bây giờ cô mới hiểu được và thấm thía nỗi khổ mà mẹ cô phải chịu đựng. Nước mắt cô cứ trào ra, đúng là vì Hà và Duy nên mẹ cô mới phải cắn răng chịu đựng sự vô tâm của ông Tuấn suốt bao nhiêu năm nay. Có lẽ nước mắt của bà cũng chảy thành sông thành bể trong những năm tháng cay cực ấy. Đến bây giờ Hà mới nhận ra, quyết định ly hôn của mẹ là đúng, nhưng nó muộn quá. Thực tình cô và Duy cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc trong một cái gia đình mà người cha lúc nào cũng hạch sách, chửi bới, đánh đập mẹ. Cảm giác sợ hãi và áp lực khiến những năm tháng tuổi thơ của hai chị em Hà mang theo nỗi ám ảnh của những trận đòn thừa sống thiếu chết mà ông Tấn tặng cho bà Tình mỗi lần bà làm ông vật ý. Công không được như ông Tấn, anh ta là một người lười biếng và gia trưởng. Ông thích đòi hỏi người khác, thích được người khác phục vụ, nhưng anh ta không làm việc gì cả. Suốt ngày lêu lỏng chơi bời, chưa bao giờ công đón con đi học về hay nấu một bữa cơm cho ra hồn. Anh ta thường ra đầu ngõ đánh cờ đến khi nào Hà gọi về ăn cơm. Tuy nhiên, anh ta mặc định việc đi làm kiếm tiền của Hà, nấu nướng và ăn uống cũng là việc của cô. Đặc biệt, công không hợp với ông Tấn và không bao giờ đến nhà vợ. Mâu thuẫn của họ khiến Hà cảm thấy khó xử và đau lòng lắm. Tuy nhiên cô cũng chẳng biết làm cách nào để dung hòa mối quan hệ ấy bao nhiêu năm rồi nó vẫn chẳng thể nào thay đổi được ngay cả đám cưới của duy công cũng chỉ đến một lúc cho có mặt rồi vội vàng bỏ đi không ra mà cơm nước đi nằm chết dí ở trong đấy làm gì công mở cửa ra quát lớn tôi không nấu cơm các con ăn bên nhà ông bà nội rồi anh thích thì sang đấy mà ăn nay tôi không nấu cơm à định làm phản hả định học con mẹ cô à giỏi lắm anh đừng có mà hỗn nhé nói năng cho đàng hoàng đừng có nói kiểu vô học như thế Cô bảo ai vô học. Công lao vào tát tới tấp vào mặt Hà. Đây không phải lần đầu tiên Hà bị công đánh như vậy, tuy nhiên cô không cắn răng chịu đựng như những lần trước, cô đánh trả lại công. Hành động đó càng khiến công điên tiết. Anh ta đẩy Hà ngã xuống giường, rồi ngồi đè lên người cô, rồi cứ thế đưa hai bàn tay hộ pháp của mình vừa tát vừa đấm liên tục vào mặt Hà. Dù cố gắng vùng vẫy, nhưng Hà không thể nào thoát khỏi thân hình đồ sộ của công đánh chán tay công đứng dậy lục trong túi của hà lấy tiền rồi nhanh chóng rời khỏi nhà công đi rồi một cảm giác cay cực trượt trào lên trong tim hà cô đang là lao động chính của cái nhà này lo tất cả từ tiền học hành đến bữa cơm cho hai đứa con và người chồng vô dụng vậy mà anh ta vẫn có thể động tay động chân với cô như vậy hà cố gắng ngồi dậy mắt cô không mở được vì bị tay của công quẹt chúng nước mắt cứ chảy tràn ra nhưng lòng Hà thấy rừng rưng đến lạ. Có lẽ cô không thể chịu đựng như bà tình để ôm nỗi ấm ức cả cuộc đời được. Cô sẽ giải thoát cho mình sớm. Con cái chắc chắn không thể nuôi và cũng không muốn nuôi. Vì vậy chúng sẽ theo Hà. Từ trước đến nay, mọi việc đều do Hà lo liệu, nên có chồng hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả. Cô đủ khả năng để chăm sóc cho các con có được những điều tốt đẹp nhất. Sáng hôm sau, Hà đặt lá đơn ly hôn trước mặt công. Công cũng chẳng nói thêm gì mà ký ngay lập tức. Anh ta nghĩ Hà chỉ dọa anh thôi. Trước đây cô chấp nhận cái lời cha mẹ, nhất quyết lấy anh thì sao bây giờ có thể bỏ dễ dàng được. Nhưng cô ấy đã dọa thì anh cũng chẳng sợ gì mà không dọa lại. Cứ ký đi rồi chắc chắn cô ấy sẽ lại phải xin lỗi anh mà thôi. Hà lặng lặng đút tờ đơn ly hôn vào trong cặp. Cô sẽ chuyển đi nhà khác, chấp nhận để căn nhà này cho công. Chỉ cần anh ta không được đòi quyền nuôi con hà đến tòa án nộp đơn rồi gọi điện xin phép mấy hôm để ở nhà chăm mẹ cô không muốn đến công ty trong bộ dạng te tua như thế này đôi mắt bầm tím khuôn mặt sưng vù vì những cái tát cái đấm không thương tiếc của công đàn ông khi đánh vợ cũng có nghĩa là anh ta chẳng còn yêu thương gì mình nữa sống với kẻ không yêu thương mình để phải chịu đánh đập đòn roi thì chắc chỉ có mỗi mình bà tình thôi hà quay trở về nhà dọn quần áo của mình và hai đứa con đến nhà ông tấn ông tấn cũng vừa nhận được quyết định nghỉ hưu ở nhà một mình ông cảm thấy ngày tháng trôi đi nặng nề quá đời cũng lạ lúc các con bé còn ở bên mình thì ông bận làm ăn nên chẳng có thời gian dành cho gia đình bây giờ được nghỉ hưu ông không còn đi làm nữa thì con đã lớn và lấy chồng lấy vợ bà tình thì dở chứng đòi ly hôn thành ra ông chỉ có mỗi một mình thấy hà về với bộ mặt bầm tím ông biết ngay đã có chuyện gì xảy ra với con gái thằng công nó đánh mày đấy à ông tấn tỏ ra thản nhiên nhưng giọng nói vẫn chứa đựng sự tức giận cái thằng trời đánh đấy tao đã bảo mà mày không nghe lấy làm gì cái loại ăn hại đái khai ấy bỏ sớm ngày nào tốt ngày nấy sáng nay con nộp đơn ly hôn rồi con định về đây sống với bố một thời gian có được không bố thằng đấy bỏ sớm ngày nào tốt ngày đó mang cả hai đứa về đây cho vui bố thấy không bố cũng suốt ngày đánh mẹ khi còn trẻ đấy bố có thấy là mẹ con cũng nên bỏ bố càng sớm càng tốt không mày đừng có nói như thế bố mẹ khác chúng mày khác tao kiếm ra tiền chứ con như cái thằng ăn hại nhà mày đâu bố tưởng đồng tiền của bố là to lắm à hôm nay con cứ nói hết bố có đánh có đuổi thì con cũng chịu đàn bà đôi khi người ta chẳng cần tiền của bố đâu cái họ cần là sự tôn trọng và tình yêu thương cả hai cái đấy mà không có thì tiền chẳng có ý nghĩa gì cả. Đàn bà chúng con có thể chịu khổ, chịu nhục nếu được yêu thương, còn không được yêu thương thì họ cũng sẵn sàng vứt bỏ đấy bố ạ." À. Ông Tấn không nói gì nữa, có lẽ con gái ông nói đúng, đến tuổi nghỉ hưu, khi sức khỏe bắt đầu giảm sút nhiều, ông mới thấm thía một điều, tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì cả. Không có tiền thì khổ, nhưng có tiền mà không có người bên cạnh, sống trong cô quạnh thì chẳng có gì sung sướng cả đúng là tiền chẳng đem lại cho người ta hạnh phúc thực sự. Bản thân ông cũng không biết mình phải làm gì lúc này. Vợ chồng ở với nhau 30 năm đã thành quen thuộc quá. Giờ nói bỏ là bỏ ngay được đâu. Dù giận bà lắm, nhưng lòng ông vẫn không nỡ. Hà dọn đồ vào căn phòng của cô trước đây vẫn ở. Một cảm giác thân thuộc chợt ùa về, khiến cô thích thú. Bao nhiêu mệt mỏi, bao lo lắng, chợt tan biến. Chỉ còn lại cảm giác bình an. Hai đứa con của Hà vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc hai đứa vẫn nghĩ đây chỉ giống như một cuộc đi chơi thông thường, đến tối lại quay về. Tiếng cười đùa của con làm lòng Hà xe lại, nhưng có lẽ đây là một quyết định đúng đắn nhất lúc này. Dứt khoát đau một lần cho xong, như vậy các con mới có được một cuộc sống bình thường mà không phải chứng kiến những hành vi bạo lực mà cha mẹ dành cho nhau. Con nấu cơm đi, tí mang vào cho mẹ." Ông Tấn vừa gõ cửa vừa nói vọng vào trong vâng con cũng đang định thế nhưng con không vào đâu mặt mũi sưng húp thế này vào mẹ lại phải nghĩ ngợi để bố mang vào ông tấn nói giọng hơi ngượng mày cứ ở nhà với các con tao cũng phải gọi cái thằng trời đánh kia sang nói chuyện xem nó định như thế nào không phải cần đâu bố ạ giang sơn dễ đổi bản tính khó rời có lẽ bọn con cần xa nhau để cả hai kiểm điểm lại bản thân mình bố ạ ông tấn không nói gì nữa ông lên sân thượng để tưới cây dàn hoa lan và mấy cây hoa đã héo quát lại ngôi nhà thiếu bóng dáng người đàn bà tự nhiên cô quạnh đến lạ cây cối cũng mất đi sức sống khi thiếu bàn tay phụ nữ có lẽ ông cần làm một cái gì đó để cứu vãn cuộc hôn nhân già nua này tuổi già rồi cần một ai đó để dựa vào cần ai đó để chia sẻ để được càm ràm và được nghe những lời càm ràm nhưng chưa bao giờ ông để cho bà được càm ràm ông bất cứ điều gì ngược lại bất cứ điều gì ông cũng cảm đàm. Chưa bao giờ ông biết lắng nghe bà nói. Mấy hôm nay khi nghỉ công vị giám đốc, nằm dài ở nhà một mình, ông chợt nhận ra một sai lầm mà bao nhiêu năm nay, ông vẫn cho đó là đúng. Ông chỉ là giám đốc của công ty, chứ không phải là giám đốc của vợ. Bà Tình cũng chẳng phải là nhân viên của ông, bà ấy là vợ. Có lẽ ông không hiểu được ý nghĩa của từ vợ. Đó là người đồng cam cộng khổ, người chia sẻ và cần được chia sẻ chứ không giống như một kế toán doanh nghiệp như ông vẫn quan niệm. Có lẽ ông đã sai ngay từ đầu, cái sai lầm khiến bà tình ấm ức suốt bao nhiêu năm. Bố mang cơm vào viện cho mẹ đi, rồi ở đấy với mẹ, chứ cứ nằm một mình mãi cũng chán lắm. Con lấy cả phần cơm cho bố đấy, bố vào viện ăn với mẹ nhé." Hà xách cặp lồng cơm đặt lên bàn cho bố. Ông Tấn lẳng lặng xách cặp lồng cơm đi. Đây là lần đầu tiên ông đi chăm sóc bà, một cảm giác ngượng ngập lạ lẫm và hân hoan cứ đan xen trong lòng ông. Không biết chăm sóc cho người khác cũng là một cái tội. Có lẽ ông đã có lỗi rất lớn với bà. Ông tấn vào đến phòng bệnh lúc mọi người trong phòng cũng bắt đầu ăn cơm. Tôi nấu cơm mang vào cho bà đây này. Ông Tấn vừa nói, vừa đặt chiếc cọc lồng lên chiếc bàn ăn trên giường bệnh của bà. Bà ngồi lặng lẽ xem ông làm. Bà khá ngạc nhiên khi biết ông nấu. 30 năm sống chung, chưa bao giờ ông nấu một ấm nước. Chứ đừng nói đến chuyện cơm nước Ông cũng nấu được cơm á Không có bà ở nhà Tôi chả nấu thì có mà chết đói rũ xác rồi còn đâu Ông Tấn run run sới cơm vào một chiếc bát nhỏ cho bà tình Đây là lần đầu tiên Sau 30 năm làm vợ chồng Ông làm việc này Có lẽ vì thế mà ông thấy xúc động lắm Sống mũi ông thấy cay cay Ông Tấn cố gắng lắm Mới giữ được nét mặt thản nhiên Tôi không ăn được nhiều đâu Mấy hôm nay tôi vẫn mệt lắm Thôi bà cố ăn một bát này thôi cho tôi vui, toàn những món bà thích. Ông Tấn chợt khựng lại, bởi ông thấy mình lỡ lời. Ông có bao giờ biết bà thích ăn món gì đâu. Tất cả những món ăn trong bữa cơm gia đình đều là món ông thích thì đúng hơn. Câu nói của ông Tấn làm bà tình xúc động lắm. Bà không ngờ ông cũng nghĩ đến những món bà thích. Mặc dù đến bây giờ, ngay cả bản thân bà cũng không biết mình thích món gì nữa. 30 năm, bà chiều ông nên không còn nhớ cả sở thích của mình thỉnh thoảng những ước mơ những khao khát chợt bùng cháy trong tim nhưng nó lại bị dập tắt ngay sau đó bởi những nỗi lo lắng bận rộn và cả sự sợ hãi nữa ông cũng ăn đi mang nhiều thế này tôi ăn làm sao hết thì tôi mang vào cả cho tôi nữa mà ông tấn run run sới cho mình một bát cơm nhưng ông không vội ăn ông ngồi tần ngần ngắm nhìn bà ăn cánh tay gầy guộc xanh sao của bà run run gắp thức ăn vào bát khiến ông thấy quặn thắt lần đầu tiên ông phát hiện ra bà tình gầy quá gương mặt của bà cũng già nua và kham khổ lắm ông không còn nhận ra những nét quen thuộc trên khuôn mặt của bà ông chợt giật mình nhận ra bao nhiêu năm nay ông chưa thực sự nhìn bà một cách nghiêm túc lấy một lần chưa bao giờ ông quan tâm đến bà ông ăn đi nguội hết rồi tiếng dục của bà khiến ông giật mình ông vội vàng cầm đũa và luống cuống ngồi ăn bà tình chợt bật cười vì hành động ngộ nghĩnh của ông chưa bao giờ bà nhìn thấy sự bối rối của ông như vậy ăn cơm xong ông nhanh tay dọn đồ dùng vào chiếc thau rồi mang ra nhà vệ sinh rửa bát nhìn theo cái dáng ông vội vội vàng vàng mà ngượng nghịu mang đồ ăn đi ra cửa lòng bà tình thấy nao nao lần đầu tiên được ông chăm sóc như thế bà thấy hạnh phúc lắm một cảm giác lạ lẫm và hạnh phúc cứ trào lên trong lòng bà khi người ta không được quan tâm bao giờ thì chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt cũng làm họ sung sướng cả tuần có lẽ bà tình đang ở trong trạng thái như thế Hà nó đem con về nhà rồi bà ạ. Ông Tấn mang theo chậu bát đã rửa vào Ngồi xuống cạnh giường bà Sao nó lại mang con về Vợ chồng qua lại đánh nhau Cái thằng ăn hại đấy Chỉ được cái đánh vợ là giỏi Ông Tấn chợt thấy ngượng ngập với câu nói của mình Ông cũng có khác gì công đâu Động chút là ông chửi Ông đánh bà Bất giác ông thấy ngượng quá Câu nói vừa rồi có lẽ dành cả cho ông nữa Tôi xin lỗi bà, bao nhiêu năm nay tôi đã đối xử tệ bạc với bà quá." Bà Tình ngạc nhiên nhìn ông Tấn, đây là lần đầu tiên bà nghe thấy lời xin lỗi từ miệng của ông. Trong 30 năm chung sống, chuyện gì ông cũng đúng, còn người sai là bà. Vậy mà hôm nay ông lại chủ động xin lỗi bà. Điều ấy khiến bà vừa xúc động, vừa lo lắng. Người ta bảo, những người tự nhiên thấy thương người thân là sức khỏe giảm sút lắm. Mấy hôm nay ông thấy người thế nào?" Bà Tình lo lắng nhìn ông tôi thấy khỏe mà có sao đâu tôi thấy tự nhiên ông xin lỗi tôi như thế nên lo lắng ông có mệt mỏi chỗ nào thì phải bảo hoặc đi khám đi nhá bao nhiêu năm nay tôi có lỗi với bà rồi mấy hôm nay nghỉ làm nằm ở nhà tôi mới nhận ra được nhiều bà để cho tôi chuộc lại những lỗi lầm của mình nhá bà tình im lặng những lời ông nói khiến bà thấy sao xuyến như ngày mới yêu bao nhiêu năm ngậm đắng nuốt cay Đến bây giờ khi đã mệt mỏi và muốn buông tay thì ông Tấn mới biết trân trọng tình cảm dành cho bà. Đây thực là điều bà không ngờ tới. Cả buổi chiều hôm ấy, ông Tấn cứ quanh quẩn bên bà tình. Đến chiều tối, ông lại về để mang đồ ăn lên cho bà. Đêm nay ông sẽ ở lại bệnh viện cùng bà. Bao nhiêu năm chả có thời gian chăm sóc nhau, đây là cơ hội để ông chuộc lại những lỗi lầm của mình. Về đến nhà ông thấy công đang lanh quanh ngoài cửa có lẽ vì Hà không chịu mở cửa cho anh vào. Nhìn thấy ông Tấn, công tỏ ra khá bối rối. Mấy năm rồi anh không đặt chân đến nhà bố mẹ vợ. Mày lại đánh nó đi à? Ông Tấn hỏi bằng giọng lạnh lùng. Thì cô ấy cứ cãi con. Trong lúc nóng giận, con có tát cô ấy mấy cái. Nó nộp đơn ly hôn rồi đấy. Mày cứ liệu. Nếu nó không muốn gặp mày, đừng có bén mảng tới đây. Tao gọi an ninh lên lôi cổ đi đấy. Con cũng muốn nói chuyện rõ ràng với cô ấy, rõ ràng cô ấy sai lè lè ra mà cứ không chịu nhận nếu cứ nhất định là vợ sai thì người chịu thiệt là anh đấy tôi nói luôn cho anh biết con gái tôi mà nó định bỏ anh thì tôi ủng hộ tôi sẵn sàng cho nó căn nhà này để mẹ con nó ở đàn ông muốn vợ con tôn trọng thì cũng cần tôn trọng vợ chứ ông nói thì hay lắm bao nhiêu năm nay bố có tôn trọng mẹ đâu giờ bố lại nói đến chuyện tôn trọng này nọ anh nói đúng thế nên tôi mới khuyên anh Hãy sống cho tử tế với vợ với con Đừng có lúc nào cũng muốn rạch dòi đúng sai Anh muốn rạch dòi thì anh là người sai đấy Tôi đã sai rồi Tôi nhắc nhở anh thế thôi Ông Tấn mở cửa cho công vào nhà Hai đứa trẻ vẫn đang ngồi xem tivi ở phòng khách Trông thấy ông và bố vào Chúng cũng không tỏ thái độ vui mừng gì Có lẽ vì cả hai đều lạnh nhạt với hai đứa Nên chúng không vồ vập Đó cũng là thiệt thòi của ông Tấn Mấy đứa cháu thậm chí ngay cả con của ông cũng không muốn gần gũi ông. Có lẽ sự gia trưởng hẹp hòi của ông đã đẩy con cháu ra xa. Hai vợ chồng liệu mà bảo ban nhau? Ông Tấn nói ngay khi Hà vừa từ phòng tắm ra. Ở được thì ở, không ở được thì giải tán sớm chừng nào tốt chừng ấy. Vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau. Đừng lúc nào cũng cãi cử anh đúng tôi sai nữa. Con nấu xong rồi đấy, bố mang cơm vào cho mẹ đi à? Ngày mai mẹ mày được ra viện rồi, bố định nếu mẹ mày về đây ở thì không có, ta cũng về quê ở với bà ấy. Già rồi xa nhau một lúc là sinh chuyện ngay. Vâng, Hà cười, bố nghĩ thế là phải lắm. Cô quay ra bếp chuẩn bị đồ ăn, công tỏ ra bối rối vì cảm giác giống như một người thừa trong căn nhà này. Anh định quát một câu thật lớn để thể hiện uy phong với vợ nhưng lại không dám làm việc đó trước mặt bố vợ. Thôi, ba mẹ con chuẩn bị về nhà đi. Anh đã ký đơn, tôi đã nộp đơn lên tòa án rồi. Trước khi có quyết định, Chúng ta tạm thời sống ly thân Anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa Sao em dại dột thế Ly hôn thì em sống ở đâu Đang nhà cửa đàng hoàng như thế Bây giờ lại đòi ly hôn Nhà đó cũng là tiền bố mẹ tôi cho mua Bây giờ nếu có ly hôn Thì tôi cũng sẽ lấy một nửa Tôi sẽ mua căn nhà khác Thôi thế này Ông Tấn chen vào Hai vợ chồng hãng tạm không nói đến chuyện ly hôn vội Cứ ngồi lại với nhau Nói hết ra những ấm ức không hài lòng về nhau đi đã cố gắng mà giữ gìn lấy cái tổ ấm của mình. Công ạ, à, tôi chẳng ưa gì anh, chắc anh cũng biết. Thế nên nếu anh với con gái tôi có ly hôn thì tôi cũng không lấy gì làm tiếc nuối cả. Nhưng tôi khuyên anh chân thành, đàn ông cần phải biết điều gì mới thực sự quan trọng đối với mình. Nhìn mấy đứa con kia kìa, nhìn vợ anh tất bật sớm tối kia kìa, anh tự kiểm điểm bản thân đi rồi hãy nói đến chuyện đúng sai với vợ nhé." Ông Tấn nói xong thì xách cặp lồng cơm ra bên ngoài. Công bẩn thần ngồi xuống ghế bỗng nhiên anh thấy bối rối và không biết phải làm gì ông tấn đến bên viện lúc phố đã lên đèn bà tình tỏ ra khá thoải mái với sự chăm sóc của chồng không còn vẻ ngượng ngập như buổi trưa nữa có lẽ sự chân thành sẽ làm cho người ta nhanh chóng quen với những sự chăm sóc ân cần dành cho nhau ngày mai tôi được ra viện rồi ông ạ bác sĩ vừa nói với tôi tôi biết rồi chiều nay tôi cũng đã đi làm thủ tục đóng viện phí rồi ngày mai mình khám lại một lượt rồi về Bà về nhà cùng với tôi chứ? Không, tôi muốn về quê sống. Thế thì tôi sẽ đi cùng bà. Ông ở trên này mà trông nom nhà cửa. Không cần trông nom gì cả, cứ để không đấy cũng không sao. Ở đâu có bà thì đó là nhà. Bà Tình bật cười vì câu nói rất tình của ông Tấn. Có lẽ đây là câu nói ấm áp nhất mà bà được nghe trong suốt mấy chục năm qua. Bà nhìn ông ấy bằng ánh mắt nửa như ngạc nhiên, nửa như mừng rỡ quần áo thì tôi cũng bảo cái hà nó chuẩn bị cho rồi sáng mai nó mang đến đây bà đi đâu thì tôi đi đấy về quê trồng mấy luống rau coi như thể dục sống thanh đạm cho thoải mái tôi chán cái cảnh phố phường lắm rồi tùy bà thôi bà về tôi cũng về theo tôi không để bà ở lại một mình nữa đâu bà tình mỉm cười nằm xuống giường bệnh ông tấn lại loay hoay dọn dẹp bát đũa rồi vào ngồi xuống giường cả hai ông bà đều im lặng họ không biết nói gì với nhau lúc này nữa nhưng chắc chắn cả hai đều đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc